Từ lúc đội hành quyết dựng hắn dậy và đưa ra trường bắn, hắn tỏ thái độ bình tĩnh hiếm có. Hắn chỉ nói với cán bộ thi hành án rằng tội của cháu đáng chết lắm. Vào đầu năm 2012, người dân khắp thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng truyền tai nhau thông tin một cặp vợ chồng trẻ từng phất lên nhanh chóng nhờ buôn đất nhưng lại bất ngờ vỡ nợ đến hàng chục tỷ đồng và đã bỏ đi biệt xứ. Sự việc anh Đỗ Hoàng Bình cùng vợ là Phạm Thị Mỹ Hạnh ôm nợ dộn lên một thời gian rồi chìm dần vào quên lãng. Người dân vùng đất cao nguyên trở về nhịp sống bình yên khi xưa, cần mẫn bên những dãy cà phê xanh mướt mát. Cuộc sống đang dần trở lại quỹ đạo cũ, thì một ngày cuối tháng 8 năm 2015, Công an thành phố Bảo Lộc tiếp một phụ nữ đến từ tỉnh Đắk Lắk. Chị này cho biết có chồng tên là Hoàng Thế Vinh làm nghề lái xe taxi, nhận hợp đồng đưa đón khách sang thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, nhưng sau đó mất tích. Bước đầu xác minh thông tin thì anh em về báo cho tôi biết cái kết quả là cái người mà mang tên Hoàng Thế Vinh ấy, là có đến ngủ ở khách sạn Thiên Ban một đêm, rồi sáng hôm sau lại tiếp tục chở khách rời khỏi Bảo Lộc. Thế còn đi đâu thì chúng tôi đang xác minh tiếp. Trong lúc Công an thành phố Bảo Lộc đang tiếp tục xác minh thì ngày 30 tháng 8 năm 2015, một người dân tại tổ 24, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, trong lúc chăn thả gia súc đã phát hiện một thi thể người được chôn lấp tại khu vực rừng thông tổ 24. Thông tin trên nhanh chóng được cấp báo lên Công an huyện Bảo Lâm. Ngay từ khi vào đến hiện trường kiểm tra thì chúng tôi nhận định ngay đây là vụ trọng án giết người. Một mặt thì bản thân tôi đã báo cáo đồng chí Trần Quang Hiệu, thủ trưởng Công an điều tra quân huyện đấy, và đồng thời là báo cáo lên giám đốc quân tỉnh. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu hình sự, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự và một số đơn vị liên quan xuống Bảo Lâm phối hợp điều tra vụ việc. Sau hơn 2 giờ di chuyển, lực lượng điều tra của Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại nơi phát hiện tử thi. Hiện trường là một bãi rác trong rừng thông trên tỉnh lộ 725, cách nhà máy bô xít Lâm Đồng khoảng 500m, cách mặt đường 12m. Nạn nhân bị chôn xuống đất, phía trên có nhiều tấm chăn cũ và rác thải. Và nó không có cái dấu vết mà làm dập nát cỏ, mà không có cái sự xáo trộn của đất tại cái hiện trường đó, thì là mình nhận định đây là chỉ là một cái hiện trường phụ thôi, chứ cũng không phải là cái hiện trường chính xảy ra cái án mạng. Qua khám nghiệm hiện trường á, thì là xung quanh hiện trường là không có thu thập được một cái gì hết, và mở rộng hiện trường ra nữa thì cũng không phát hiện được thêm một cái vấn đề gì cả. Khám nghiệm tử thi ghi nhận nạn nhân bị chôn trong một hố đất sâu khoảng 50cm.
một phần gối chân trái trồi lên trên mặt hố. Nạn nhân là nam giới, chưa rõ tung tích, tuổi từ 35 cho đến 40. Tử thi đang phân hủy mạnh, khả năng tử vong trước thời điểm khám nghiệm 10 ngày. Trên người tử thi mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần đùi. Dưới đáy hố phát hiện một chiếc quần tây dài, nghi là của nạn nhân. Vùng ngực và cổ nạn nhân phát hiện 4 vết thương làm thủng áo, tổn thương đến hết phần mình. Phía sau đầu có một lỗ thủng kích thước bằng đầu đũa xuyên thủng hộp sọ, làm vỡ xương hộp sọ thành nhiều mảnh nham nhở. Xác định việc làm rõ danh tính nạn nhân là tối quan trọng, nên Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Bảo Lâm chia thành nhiều tổ công tác, cùng lúc thực hiện các nhiệm vụ, nắm tình hình xung quanh hiện trường, mở rộng hiện trường, thông báo phát động truy tìm tung tích nạn nhân. Ngay sau đó, các lực lượng điều tra đã hội ý nhanh về kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cũng như kết quả xác minh thu thập thông tin ban đầu và bước đầu xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Xác định nguyên nhân chết là do vết thương ở trên đầu. Còn những vết thương ở dưới cơ thể thì là nó chỉ là vết thương bình thường thôi. Nó cũng không có xuyên thủng một cái nội tạng gì hết. Hung thì có thể gây ra các vết thương ở vùng ngực và cổ nạn nhân được xác định là vật sắc nhọn bản mỏng, một lưỡi cắt. Số đối tượng gây án, đặc biệt hung khí nào tạo nên vết thương ở đầu nạn nhân thì cơ quan điều tra chưa có câu trả lời chính xác vào thời điểm này. Thì lúc đầu chúng tôi cũng nghi là dùng súng bắn, nhưng mà trên cơ sở phân tích bằng những cái vụ án thực tế chúng tôi đã khám thì nó đều có đầu ra và đều có sự phá hủy. Nhưng đây chỉ có một đầu vào, không có đầu ra và không có sự phá hủy. Một là có thể là một cái đinh dùng búa đóng vào, hoặc là cũng có thể là một cái tua bít. Cái tua lô bít mà bốn cạnh đóng vào nó cũng tạo lên được cái vết thương đó. Nhưng mà những cái đó, nó khi mà cái hộp sọ của mình nó kín mà mình đóng vào thì nó sẽ tạo ra cái đường nứt. Và khi mà khám nghiệm thì không phát hiện được những cái đường nứt đó. Giả thuyết thứ ba là đối tượng dùng mũi khoan để khoan vào đầu nạn nhân. Nhưng ngay sau đó giả thuyết này cũng bị loại trừ. Vì nếu là đường khoan sẽ tròn chứ không tạo ra những đường rãnh sắc nhọn như trong hộp sọ của nạn nhân đã thể hiện. Vì tất cả các giả thuyết đưa ra cho tới lúc này đều chưa thỏa mãn với kết quả khám nghiệm và giải phẫu tử thi, nên cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng quyết định trưng cầu Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Nhận định đây là một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh đã quyết định thành lập chuyên án lấy bí số GHL2105, tập trung mọi nhân lực và nguồn lực để điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Trong quá trình phát đi thông báo tìm kiếm người mất tích, ban chuyên án đã thu nhận được nhiều thông tin từ Công an thành phố Bảo Lộc cho biết đang tìm kiếm một công dân mất tích người Đắk Lắk. Khi mà nghe được cái thông tin mà trong Công an Bảo Lâm á, phát hiện một cái xác mà bị vùi ở đồi thông như thế, thế thì đối chiếu với lại cái nhận dạng, cái đặc điểm mà cái người phụ nữ đến trình báo về cái đặc điểm mà cái người chồng người ta, thì chúng tôi có nhiều cái nhận định là giữa cái người mà người ta trình báo đến trình báo với thân nhân đó với lại cái xác ở trong Bảo Lâm là một người. Ban chuyên án lập tức tổ chức để thân nhân người mất tích nhận dạng tử thi xấu số. Tuy nhiên, vì tử thi đã phân hủy phần lớn nên gia đình cũng không dám chắc đó có phải là anh Hoàng Thế Vinh. Chúng tôi cũng phải đi qua Đắk Lắk thu mẫu và máu và tóc của mẹ anh Hoàng Thế Vinh cũng như con anh Hoàng Thế Vinh để giám định với cái mẫu máu và tóc mà thu trên người của nạn nhân xem có trùng khớp với của anh Tuấn Vinh hay không. Trong lúc chờ kết quả giám định ADN, ban chuyên án nhận được kết quả từ Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cho biết vết thương trên đầu tử thi nạn nhân phát hiện tại tổ 24 thị trấn Lộc Thắng nhiều khả năng
được tạo bởi súng AR-15. Khi mà chúng tôi khám nghiệm lại toàn bộ cái phần sọ, rồi não của anh Hoàng Thế Vinh thì chúng tôi có thu được những cái đầu đạn mà khi mà xuyên qua cái lớp xương sọ vào nó được phá nát ở trong sọ như những cái lá lúa nhỏ, thì chúng tôi đã đãi ra và thu được những cái lá lúa bằng đồng đấy, từ cái viên đạn đấy nó phá ra. Sau khi có kết quả tương thích về hung khí gây ra cái chết của nạn nhân, cơ quan điều tra công an tỉnh Lâm Đồng nhận định đối tượng của vụ án nhiều khả năng chỉ có một. Còn việc có hai kiểu vết thương trên cơ thể nạn nhân thì rất có thể đối tượng đã sử dụng lần lượt từng vũ khí. Sau đó, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cũng đã có kết luận giám định ADN giữa người thân của công dân mất tích Hoàng Thế Vinh với tử thi xấu số phát hiện tại rừng thông tổ 24 thị trấn Lộc Thắng. Theo đó, những người này có chung huyết thống. Điều này đồng nghĩa nạn nhân trong vụ án chính là công dân Hoàng Thế Vinh, sinh năm 1980, thường trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Anh Vinh là lái xe cho một hãng taxi ở thành phố Buôn Ma Thuột. Ngày 22 tháng 8 năm 2015, anh Vinh điều khiển xe Innova xuất phát từ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk sang thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đón khách theo thỏa thuận và mất tích từ đó. Tổng hợp thông tin xong người thân và nơi làm việc của nạn nhân cung cấp, kết hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng nhận định đây là vụ án giết người vì động cơ cướp tài sản. Mục tiêu hung thủ nhắm tới chính là chiếc xe Innova 7 chỗ. Xác định động cơ gây án là giết người cướp tài sản, đối tượng của vụ án nhiều khả năng là người đã thuê xe của anh Hoàng Thế Vinh. Do vậy, ban chuyên án tập trung điều tra theo hai hướng chính. Thứ nhất, tập trung truy tìm tang vật của vụ án là chiếc xe Innova 7 chỗ. Theo đó, nhiều tổ trinh sát triển khai thông báo truy tìm tang vật tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Nắm tình hình các điểm mua bán xe ô tô, cửa hàng sửa chữa, thay thế phụ tùng xe, kiểm tra camera các trạm thu phí dọc tuyến quốc lộ 14. Ngoài ra còn có các tổ trinh sát tiến hành rà soát số đối tượng nổi, đối tượng cờ bạc lưu động địa bàn Lâm Đồng, Đắk Lắk và Đắk Nông. Hướng thứ hai sẽ làm việc với gia đình và hãng xe nơi anh Vinh công tác để làm rõ lịch trình của nạn nhân trước và trong thời gian mất tích, đặc biệt là khoảng thời gian anh Vinh có mặt tại thành phố Bảo Lộc. Tổng hợp các thông tin do hãng taxi và gia đình anh Vinh cung cấp, ban chuyên án bước đầu dựng lên được nên thời gian biểu của nạn nhân từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 8 năm 2015. Theo đó, ngày 16 tháng 8, anh Vinh nhận chở khách từ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Do khách hàng liên hệ trực tiếp với lái xe và không thông qua tổng đài, nên công ty không nắm được thông tin về hành khách. Ngày 19 tháng 8, anh Vinh một mình lái xe trở lại Đắk Lắk vì khách chưa giải quyết xong công việc tại Bảo Lộc và hẹn ngày 22 tháng 8 quay lại đón. Đúng hẹn, ngày 22 tháng 8, anh Vinh thông báo với công ty rồi từ Đắk Lắk qua Bảo Lộc đón khách và từ đó mất liên lạc với người thân và công ty. Ngoài việc làm rõ được lịch trình của anh Vinh thì gia đình còn cung cấp cho cơ quan điều tra thông tin ngày 23 tháng 8 có nhận được điện thoại của một người tự xưng là chủ xưởng gỗ bên Gia Lai cho biết anh Vinh mượn tiền nhưng giờ không liên lạc được nên đề nghị gia đình phối hợp tìm kiếm anh Vinh và thanh toán các khoản vay. Sau đó vợ nạn nhân nhận được tin nhắn từ số máy của chồng với nội dung anh nợ rất nhiều tiền nên phải bỏ trốn. Vì không rõ thực hư thế nào, nên ngày 24 tháng 8, gia đình đã đến công an thành phố Bảo Lộc trình báo và nhờ tìm kiếm anh Hoàng Thế Vinh. Công an thành phố Bảo Lộc trong quá trình xác minh tin báo
đã liên lạc với cả số máy của anh Vinh lẫn người xưng là chủ nợ của Vinh, nhưng đều không có tín hiệu. Chúng ta phải bắt đầu từ cái nơi xuất phát của nạn nhân, tức là nạn nhân sang Bảo Lộc thì chúng ta phải tìm được xem là nạn nhân ở đâu trong những ngày đưa đón khách, đưa và đón khách. Kết quả tìm kiếm nạn nhân trước đó của công an thành phố Bảo Lộc ghi nhận anh Hoàng Thế Vinh có lưu trú tại một khách sạn ở phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, nhưng sau đó đi đâu thì chủ khách sạn không biết. Lần làm việc thứ hai với chủ khách sạn được xác định là nơi nạn nhân từng lưu trú. Ngoài các câu hỏi chuyên sâu, cơ quan điều tra còn mở rộng xác minh ra các khu vực xung quanh với hy vọng có ai đó vô tình nhìn thấy hoặc tiếp xúc với nạn nhân. Qua cái việc xác minh những cái nhân viên của khách sạn rồi những người mà xung quanh khu vực đấy thì xác định là anh Hoàng Thế Vinh là có đi cùng với lại một người thanh niên và có đeo theo một cái túi. Theo mô tả của nhân chứng hiếm hoi biết việc thì người này đi cùng anh Vinh tới khách sạn, sau đó lại đón taxi đi đâu không rõ. Khi đi anh ta đeo một chiếc túi giống vỏ bọc đàn guitar. Nhận định khả năng nam thanh niên này là người đã thuê anh Vinh trở sang Bảo Lộc và có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Do vậy, ban chuyên án quyết định dồn lực lượng vào việc xác minh manh mối về thanh niên có đặc điểm nhận dạng như người làm chứng mô tả. Người thanh niên sau khi mà xuống xe của nạn nhân sẽ phải di chuyển bằng một cái phương tiện công cộng nào đó. Thế thì từ cái nhận định này thì chúng tôi đã xác minh 3 cái hãng xe taxi và làm rất là kỹ từ tổng đài, từ khi nhận đón khách, trả khách từng xe một. Trong cái khoảng thời gian đó thì chúng tôi đã phân loại ra và làm rõ được một cái xe là đúng cái thời điểm mà nạn nhân với người thanh niên đó xuất hiện ở cái khách sạn. Theo cái phản ánh của nhân viên thì chúng tôi đã tìm được một xe là chở cái người thanh niên này về cái đường Tuệ Tĩnh. Thế nhưng tới đây thì rất là mừng nhưng mà lại là nó chưa rõ, bởi vì cái đường Tuệ Tĩnh là một cái đoạn đường rất là dài. Thì lái xe chỉ nói là chỉ bỏ người thanh niên ở ngay đầu đường và người thanh niên tiếp tục di chuyển đi bộ, đi vào nhà nào thì không rõ. Từ thông tin do lái xe taxi cung cấp, cơ quan điều tra tổ chức thực hiện lại quãng đường đón trả khách nằm khoanh vùng vị trí người thanh niên xuống xe. Song song với đó, một cuộc tổng rà soát đang được âm thầm lên kế hoạch. Việc rà soát xác minh phải khẩn trương nhưng phải tuyệt đối bí mật để không gây sáng trộn, hoang mang trong nhân dân và tránh rút dây động rừng. Trong lúc công tác rà soát xác minh đang ở giai đoạn nước rút thì tổ trinh sát ém nắm tại đường Tuệ Tĩnh phải phát hiện trước sân ngôi nhà số 40 có đậu một chiếc xe ô tô được phủ bạt. Thông tin này nhanh chóng được báo về ban chuyên án và lập tức chủ nhân của ngôi nhà được đưa vào tầm ngắm của cơ quan điều tra. Tuy nhiên sau khi xác minh thì chủ nhân của ngôi nhà lại không sống tại đây mà cho một cặp vợ chồng trẻ thuê từ hơn một năm nay. Danh tính của người đứng tên thuê nhà nhanh chóng được xác định là Kiều Quốc Huy, sinh năm 1988. Đến từ thôn An Phú, xã Ea Drung, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Thông tin từ cảnh sát khu vực và một số hộ dân sinh sống gần nhà Kiều Quốc Huy cho biết, anh ta có vợ và con nhỏ cùng chung sống. Vợ Huy là công nhân, còn anh ta chưa rõ nghề nghiệp. Cũng theo một số cư dân sống đối diện nhà Huy thuê trọ, thì cách đây 10 ngày, họ bắt đầu thuê ô tô đậu trong sân. Gần như cùng lúc, các trinh sát cũng đã xác minh được chiếc xe đang đậu trong nhà trọ của Kiều Quốc Huy chính là phương tiện được anh Hoàng Thế Vinh sử dụng trước khi bị sát hại.
đối tượng vẫn để nguyên biển số xe. Khi trinh sát cũng xác định được đó chính là cái xe ô tô là tang vật của vụ án. Hệ thống các tài liệu thu thập được tới lúc này, chỉ huy chuyên án GHL-2105 khẳng định thủ phạm sát hại anh Hoàng Thế Vinh để chiếm đoạt chiếc xe chính là Kiều Quốc Huy. Phương án vây bắt đối tượng lập tức được triển khai. Từ kết quả điều tra trước đó cho thấy đối tượng có kiến thức và sử dụng thành thạo súng nên thời điểm tiếp cận được tính toán kỹ lưỡng. Quá trình tiếp cận phải hết sức khéo léo bất ngờ, không cho đối tượng kịp thời trúng trả, bảo toàn tính mạng, sức khỏe cho lực lượng vây bắt cũng như cho chính đối tượng. Sau khi đã thực địa xung quanh khu vực đối tượng sinh sống cũng như nắm thời gian biểu của các thành viên trong gia đình, ban chuyên án quyết định sẽ tiến hành vây bắt đối tượng sau khi người vợ đã ra khỏi nhà cùng với đứa con nhỏ. Những trinh sát dày dặn kinh nghiệm được trang bị áo chống đạn sẽ trực tiếp đối diện với Kiều Quốc Huy. Xung quanh ngôi nhà, các lối ra vào khu dân cư đều được bố trí cán bộ. Theo yêu cầu của trưởng ban chuyên án, sau khi khống chế được đối tượng sẽ lập tức tiến hành khám xét nhà để thu thập tài liệu vật chứng có liên quan đến vụ án. Cùng thời điểm áp giải đối tượng với cơ quan công an để lấy lời khai thì tại số nhà 40 Tuệ Tĩnh, tổ khám xét phát hiện 6 khẩu súng các loại, trong đó có một khẩu súng AR-15, đạn đã lên nòng, hàng trăm viên đạn và nhiều thiết bị hỗ trợ như là ống giảm thanh. Ngoài chiếc xe Innova, cơ quan điều tra còn thu giữ được nhiều điện thoại các loại, trong đó có một điện thoại di động của nạn nhân Hoàng Thế Vinh, một xẻng cán bằng gỗ, một túi màu đen có chữ Yamaha. Mở rộng khám xét, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ được nhiều sổ nợ, sổ hộ khẩu mang tên Đỗ Hoàng Bình và Phạm Thị Mỹ Hạnh. Chứng minh nhân dân ghi tên Phạm Thị Mỹ Hạnh, giấy biên nhận 2,6 tỷ đồng giữa Kiều Quốc Huy và Phạm Thị Mỹ Hạnh thỏa thuận vay nợ 600 triệu của Phạm Thị Mỹ Hạnh với Kiều Quốc Huy. Ngoài ra tổ khám xét còn phát hiện 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Kiều Quốc Huy. Lực lượng kỹ thuật hình sự đã có mặt để khám nghiệm chiếc xe là tang vật của vụ án. Ngoài một vài dấu vết màu nâu đỏ nghi là máu của người được tìm thấy ở nhiều vị trí khuất trong xe, thì cơ bản chiếc xe không có thay đổi về kết cấu. Tôi khai thác nóng luôn. Thế thì tôi mới hỏi nó là thằng nào giết, giết cùng với mày. Thì nó khai ngay là thằng Bình. Đỗ Hoàng Bình là cái tên được Kiều Quốc Huy khai ra. Và đây cũng chính là người có tên trong cuốn sổ hộ khẩu được tìm thấy tại nhà trọ của Kiều Quốc Huy. Tại cơ quan điều tra, Kiều Quốc Huy lý giải về việc chiếc xe Innova có ở nhà hắn như sau.
Nạn nhân Hoàng Thế Vinh có quan hệ làm ăn với Đỗ Hoàng Bình, trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, và một đối tượng nữa tên là Dũng từ Thái Nguyên vào. Do anh Vinh không chịu trả nợ nên Bình và Dũng đã sát hại. Sau đó Huy được chúng giao nhiệm vụ phi tang xác rồi cất giấu tài sản của nạn nhân. Kiều Quốc Huy là phủ nhận cái việc là không có liên quan đến cái chết, nhưng có liên quan đến cái vấn đề là biết việc, chứng kiến sự việc và có liên quan đến cái việc mà phi tang xác nạn nhân, giữ cái tài sản đó. Khi được yêu cầu khai báo cụ thể nơi ở của Bình và Dũng thì Kiều Quốc Huy nói là không biết. Trước diễn biến mới có phần phức tạp của vụ án, ban chuyên án đã tổ chức hội ý, đánh giá, phân tích lời khai của đối tượng. Nhiều nhận định sắc bén của các điều tra viên lần lượt được đưa ra. Trong đó có những ý kiến bác bỏ lời khai của Kiều Quốc Huy. Cái lời khai của đối tượng có nghĩa là nó không phù hợp với cái quy luật của những cái loại tội phạm mà giết người vì động cơ tài sản. Cái thứ nhất là đây là một vụ án có đồng phạm, thì cái vấn đề bàn bạc để mà giết người do nợ nần rồi để xử lý cái tài sản đó thì không thể nào hiện nay đang nằm hết trong tay của Huy. Nếu ba người cùng có chung một cái con nợ đó là anh Hoàng Thế Vinh, thì sau khi giết anh Hoàng Thế Vinh thì cũng có thể là cả ba người đều phải nhúng vào cái chuyện mà đi chôn xác, rồi là cả ba người đều phải vào cái vấn đề tẩu tán cái tài sản đó. Nhưng khi mà ta bắt Huy thì kể cả đôi giày của nạn nhân, kể cả cái bóp của nạn nhân, kể cả cái điện thoại di động của nạn nhân và đặc biệt là cái xe ô tô của nạn nhân, tất cả đều đang nằm trong tay của Huy. Thì tôi đi đến một cái chủ quan, tôi có đưa ra cái nhận định về ban đầu với cái lời khai của đối tượng. Có nghĩa là tôi nghĩ là trong vụ này chỉ có một mình Kiều Quốc Huy thực hiện cái hành vi phạm tội. Và cái tính chất đồng phạm ở đây là có khả năng có nhưng rất ít. Theo cái hướng nhận định của tôi thì sẽ có thằng Bình. Nhưng mà cái thằng Bình này có hai khả năng. Một là nó đã đi nước ngoài. Đấy. Hai nữa là đã bị giết. Mà giết này thì cũng có thể là nó giết hoặc là một cái băng nhóm khác giết. Nhưng mà nó nghĩ rằng là cơ quan điều tra không tìm ra thằng Bình. Cho nên là tất cả cái việc này nó chỉ khai cho thằng Bình làm cái việc này. Còn nếu nó có tội mà chứng minh được thì nó chỉ phạm ở cái tội là không tố giác tội phạm. Đấy, để nó thoát cái tội giết người cướp của nó. Với nguyên tắc không làm oan người vô tội, cũng không bỏ lọt tội phạm, ban chuyên án chỉ đạo xác minh nhanh thân nhân lai lịch của hai cái tên mới là Bình và Dũng, đặc biệt làm rõ việc có hay không quan hệ làm ăn giữa nạn nhân với các đối tượng Bình, Dũng, Huy. Quá trình xác minh tại Bảo Lâm ấy thì có cái thông tin là Đỗ Hoàng Bình cùng với vợ là do nợ nần một số tiền rất lớn và đã bỏ đi khỏi địa phương từ năm 2012. Gia đình Đỗ Hoàng Bình xác nhận hơn 3 năm qua, chưa một ai trong gia đình gặp lại Bình, Hạnh. Gọi điện thì không được. Một năm chỉ đôi ba lần nhận được tin nhắn từ số máy của họ. Tổng hợp thông tin do nhân dân, chính quyền và đặc biệt là người thân của Đỗ Hoàng Bình cung cấp, cơ quan điều tra tin rằng từ tháng 3 năm 2012 đến thời điểm xảy ra vụ án, anh Bình không hề xuất hiện tại địa phương. Do vậy không thể có chuyện giao dịch làm ăn dẫn đến mâu thuẫn mà phải ra tay sát hại nạn nhân, và càng không thể ra lệnh cho Kiều Quốc Huy. Tiến hành xác minh đối tượng tên Dũng thì không khả thi vì Kiều Quốc Huy không cung cấp được tên tuổi địa chỉ. Thêm nữa là quá trình rà soát tất cả các mối quan hệ của Đỗ Hoàng Bình trước thời điểm mất tích thì cũng không phát hiện anh này có quen biết hay làm ăn với ai tên Dũng quê Thái Nguyên. Về phía nạn nhân thì không có tài liệu nào cho thấy anh Vinh có quan hệ làm ăn buôn bán ngoài công việc lái xe taxi.
thông qua đồng nghiệp rồi thông qua gia đình phản ánh là anh Vinh này là một người lái xe rất là chăm chỉ. Cái thứ hai nữa là bằng những cái sinh hoạt hàng ngày, tức là anh này không có cờ bạc và ngoài lái xe ra thì chẳng có một cái nghề gì khác, chỉ có phụ vợ là buôn bán nhỏ ở nhà ngoài cái thời gian lái xe ra, thì không thể nào mà lại liên quan đến một cái vấn đề mà vay nợ mà liên quan đến vấn đề buôn bán về gỗ. Hệ thống các tài liệu đã thu thập cộng với những nhận định phân tích có cơ sở của điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm, đặc biệt phát hiện khẩu súng AR-15 tại nơi ở của Huy được kết luận trùng khớp với hung khí tạo nên vết thương trên đầu của nạn nhân Hoàng Thế Vinh, đã giúp cho ban chuyên án loại được nghi vấn có đồng phạm trong vụ án này, củng cố niềm tin Kiều Quốc Huy là hung thủ duy nhất. Dựa vào những tài liệu đã được xác minh, cộng với lập luận sắc bén của điều tra viên, đối tượng bắt đầu đối lý. Đỉnh điểm, hắn không lý giải được nguồn gốc số vũ khí cất giấu tại nơi trú ngụ. Trong đó có khẩu súng AR-15 được xác định là hung khí gây ra cái chết của nạn nhân Vinh. Trải qua nhiều giờ đấu tranh liên tục, sử dụng linh hoạt các biện pháp, cuối cùng Kiều Quốc Huy thừa nhận hắn là hung thủ duy nhất gây án. Mục đích của Kiều Quốc Huy là khai báo như thế để thoát cái hành vi có liên quan đến cái hành vi giết người. Với cái bản chất của Kiều Quốc Huy ấy, thì Kiều Quốc Huy cho rằng là cơ quan điều tra khi chưa bắt được Bình và Dũng ấy, thì rõ ràng là Kiều Quốc Huy chỉ dừng lại ở cái góc độ là tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thì sẽ tránh được cái hành vi là giết người, cướp tài sản. Kiều Quốc Huy khai nhận vì đam mê súng đạn nên thường xuyên vào các trang mạng xã hội tìm hiểu rồi đặt mua. Đầu tháng 8 năm 2015, Huy có ý định giết người cướp tài sản để phục vụ sở thích cá nhân. Đây là đối tượng là rất đam mê về vũ khí, đặc biệt là súng. Thế thì quá trình mà trước khi gây án thì Kiều Quốc Huy cũng đã có cái sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng trong cái việc là tập bắn, rồi bắn thử, rồi bắn ở các cái cự ly khác nhau với cái lưu lượng thuốc, dung lượng thuốc của cái cắt túc đạn nó khác nhau. Đấy, để làm sao mà tránh cái việc là phát hiện của cơ quan điều tra khi khám nghiệm tử thi để xác định cái hung khí gây án. Đây cũng là một cái thủ đoạn đối phó hết sức là tinh vi. Với khẩu AR-15 đã mua được trước đó, cộng với một số kiến thức về súng được đặt trên mạng xã hội, Kiều Quốc Huy quyết định sử dụng súng cho lần gây án lần này. Đối tượng mang theo dao, súng, đi từ thành phố Bảo Lộc qua Đắk Lắk để tìm kiếm con mồi. Ngày 16 tháng 8, Huy tình cờ gặp anh Hoàng Thế Vinh. Thấy xe ô tô còn mới và anh Vinh cũng không mặc đồng phục công ty, nên đối tượng đã nhắm vào nạn nhân. Kiều Quốc Huy vừa đặt xe về Lâm Đồng để tìm cớ sát hại nạn nhân, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên suốt đoạn đường từ Đắk Lắk về Lâm Đồng không có điều kiện thuận lợi để hắn gây án. Đến thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Kiều Quốc Huy điều nạn nhân tới một số địa điểm nhằm tìm cách gây án nhưng vẫn không thành. Quá trình sang Bảo Lộc ấy thì đối tượng định giết anh Hoàng Thế Vinh mấy lần rồi nhưng mà chưa có thời gian, chưa có điều kiện. Cho nên là đối tượng là tạo ra lý do là ở lại Bảo Lộc một thời gian để lo công việc và anh Hoàng Thế Vinh là tiếp tục về Đắk Lắk. Ngày 19 tháng 8, đối tượng thanh toán 1/3 số tiền thuê xe, rồi nói anh Vinh về Đắk Lắk trước, hẹn ngày 22 tháng 8 sang Bảo Lộc đón.
Trong ngày 20 và 21 tháng 8, Kiều Quốc Huy đi mua một chiếc xẻng với ý định sát hại nạn nhân, xong sẽ chôn xác phi tang. Đúng hẹn 17 giờ ngày 22 tháng 8, anh Hoàng Thế Vinh đã có mặt tại thành phố Bảo Lộc để đón Kiều Quốc Huy. Nạn nhân đón đối tượng từ Bảo Lộc buổi chiều để chạy về Đắk Lắk ấy, thì đến lúc đầu ấy, thì đối tượng là định giết anh Hoàng Thế Vinh là ở đèo B40 của Bảo Lâm, Lâm Đồng. Nhưng do lúc cái điều kiện là thời tiết trời là còn đang sáng cho nên đối tượng không thể thực hiện hành vi phạm tội được. Và khi mà điều nạn nhân lên đến quốc lộ 14 thì lúc ấy là trời đã tối và đối tượng nảy sinh là phải điều nạn nhân là vào cái huyện Tuy Đức là cái địa bàn là giáp biên giới Campuchia thì mới với cái địa bàn hẻo lánh như vậy thì mới có điều kiện để giết. Khi chạy đến xã Thuận Thành, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, anh Vinh dừng xe xuống đi vệ sinh. Huy quan sát thủ đoạn đường vắng, không có nhà dân nên quyết định thực hiện hành vi. Sau khi giết anh Hoàng Thế Vinh, từ ở huyện Tuy Đức của Đắk Nông mà Huy đã bỏ đằng sau cái xe chở từ đó về Lâm Đồng mà đi toàn bộ bằng cái tuyến đường quốc lộ 28 là cái đường toàn là đường đèo quanh co, nó rất là vắng người. Thế nhưng mà phải nói con người này có cái tinh thần rất là khác người. Trên đường thấy Vinh còn thoi thóp, Kiều Quốc Huy dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực và cổ nạn nhân. Huy dừng xe tại khu rừng thông thuộc tổ 24 thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, đào hố chôn xác nạn nhân. Sau khi gây án xong, cướp được xe xong lại dùng chính chiếc xe này để làm phương tiện lưu thông. Đối tượng nó chủ quan, tại vì đối tượng nghĩ là cứ chôn xác được thì sẽ không ai phát hiện được. Cho nên đối tượng vẫn để nguyên biển số xe. Ngoài ô tô, Kiều Quốc Huy còn chiếm đoạt điện thoại di động, một đôi giày da và hơn 400.000 đồng tiền mặt của nạn nhân.
Sau đó Huy sử dụng điện thoại của anh Vinh nhắn tin cho gia đình bạn bè nơi làm việc của nạn nhân với nội dung Vinh nợ rất nhiều tiền nên phải bỏ trốn. Kế tiếp, đối tượng giả danh chủ nợ dùng sim giác gọi điện đòi tiền vợ nạn nhân. Bằng cách này, đối tượng tin rằng sẽ hợp thức hóa được việc biến mất của anh Vinh, khiến gia đình nạn nhân tin mà không báo cơ quan công an. Để hợp thức hóa chiếc xe ô tô, Huy thông tin với nhiều người mới mua lại chiếc xe với giá là 650 triệu đồng. Thời điểm đó trời rất là tối, bây giờ tối rồi chứ không phải là sáng sủa như bên này nữa. Anh biết rồi, nhưng mà em ước chừng này, từ ngã ba này đi vào đây có khoảng, ví dụ vận tốc là bao nhiêu? Khoảng hơn chục cây thôi. Em chỉ ước chừng là khoảng hơn chục cây. Hơn chục cây, nhưng mà em ước chừng đi khoảng vận tốc đó, khoảng vận tốc đó là bao nhiêu cây số một giờ? Khoảng đi khoảng 50-60 cây. Sau khi Kiều Quốc Huy khai nhận hành vi, cơ quan điều tra công an Lâm Đồng đã tổ chức thực hiện điều tra để đối tượng thực hiện hành vi sát hại phi tang xác nạn nhân. Các thao tác của Huy trong quá trình thực hiện phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lời nhận tội của đối tượng cũng như các tài liệu mà cơ quan công an đã thu thập được. Quá trình điều tra, lấy lời khai cũng như tổ chức thực nghiệm, Huy diễn lại cảnh mà giết anh Hoàng Thế Vinh một cách rất là man rợ. Thực tế con người này là một con người rất máu lạnh. Và khi mình hỏi Huy là có tư tưởng gì hoặc là suy nghĩ gì về trong quá trình mà gây án, thì Huy bảo là chẳng có suy nghĩ gì. Tất cả quá trình điều tra thì Huy không hề ăn năn hối cải, kiểu là một con người rất là máu lạnh, giết người không cấm tay. Sự quyết tâm kiên trì kết hợp với sự mưu trí tinh thông nghiệp vụ của những người làm công tác điều tra cuối cùng đã khiến một kẻ mưu mô quỷ quyệt như Kiều Quốc Huy phải tâm phục khẩu phục, thừa nhận hành vi. Tưởng rằng lời thú tội của mình sẽ khép lại vụ án, nhưng một kẻ gian ngoa xảo quyệt như Kiều Quốc Huy thì các thành viên ban chuyên án GHL-2405 không tin tội ác của hắn chỉ dừng lại ở đây. Một kế hoạch điều tra đấu tranh được dự đoán là vô cùng hóc búa đã được lên tinh thần ngay từ lúc này. Ban chuyên án GHL-2105 đặt ra nhiệm vụ trước mắt là phải xác minh lại thông tin vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình, chị Phạm Thị Mỹ Hạnh, mất tích từ tháng 3 năm 2012. Ở cái thời điểm đó thì hai vợ chồng mới lấy nhau, rất có tài sản. Thế nhưng mà khi mà mất tích thì lại báo là bị bể nợ. Và cái người mà tới đòi nợ duy nhất trong gia đình anh Bình và chị Hạnh chỉ có Kiều Quốc Huy. Cái thứ hai là cái người mà lại sang nhượng
5-6 cái miếng đất của vợ chồng anh Bình Hạnh cũng lại là Kiều Quốc Huy. Việc mà xác định là vợ chồng Bình Hạnh nợ nần ấy thì không có căn cứ. Những cái người dân mà sống quanh khu vực ấy thì người ta cho rằng là vợ chồng Bình Hạnh là có khối lượng tài sản. Đấy, chứ cũng chưa có nợ ai cả. Sau khi chúng tôi làm việc và đi đến một cái thống nhất, đó là vợ chồng anh Bình chị Hạnh mất tích không phải là do bể nợ. Có nhiều khả năng Kiều Huy liên quan đến cái sự mất tích của vợ chồng anh Bình và chị Hạnh. Bên cạnh hàng loạt dấu hỏi về mối quan hệ cũng như việc sang nhượng 5 thửa đất giữa Kiều Quốc Huy với Bình và Hạnh, thì khi nghiên cứu lại thủ đoạn đối tượng áp dụng với gia đình anh Hoàng Thế Vinh, thấy có rất nhiều điểm tương đồng với trường hợp của Bình và Hạnh. Thứ nhất là sau khi giết anh Hoàng Thế Vinh, cướp được xe rồi, đối tượng vẫn dùng điện thoại điện về cho vợ của anh Hoàng Thế Vinh và tiếp tục đòi nợ. Vấn đề thứ hai là đối tượng vẫn dùng điện thoại điện đến cho bà mẹ của anh Bình để thông báo là anh Bình đang nợ tiền và bỏ trốn, và yêu cầu bà mẹ của anh Bình đó là phải phối hợp tìm anh Bình về để giải quyết. Và đối tượng đã trực tiếp đến gặp mẹ của anh Bình để trao đổi về việc này. Khi mà mẹ của anh Bình bộc lộ cái việc là phải lên báo công an về cái việc là con trai, tức là anh Bình đấy, là xù nợ và bỏ trốn đối với cơ quan điều tra đấy, thì chính đối tượng Kiều Quốc Huy này lại động viên bà mẹ đừng đi báo công an, để có gì từ từ tìm anh Bình, chị Hạnh về để thu xếp giải quyết. Điều này một mặt củng cố niềm tin của cơ quan điều tra về việc Huy có liên quan đến sự mất tích của vợ chồng Bình Hạnh. Mặt khác, nó cũng gợi lên những dự cảm không mong muốn trong tâm trí của các thành viên ban chuyên án. Ngoài ra, tài liệu này một lần nữa cho thấy Kiều Quốc Huy luôn có sẵn kịch bản để đối phó. Vì thế, nếu không có các tài liệu trực tiếp chứng minh tội phạm thì chắc chắn cơ quan điều tra sẽ bị đối tượng dẫn dắt. Giai đoạn thứ hai đối với chuyên án này thì có những cái khó khăn, bởi vì nó không đi theo một quy luật nào, không đi theo một cái bài bản ở trường lớp nào dạy cả. Ví dụ như là một vụ án thì phải xác định được tử thi, phải khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, có thể là hiện trường chính, có thể hiện trường phụ, có thể là hung khí, có thể là nhân chứng. Nhưng đây một vụ án không hiện trường, không tử thi, không nhân chứng, không vật chứng và các biện pháp nghiệp vụ khác của ngành không hỗ trợ được nhiều cho chúng tôi. Nhưng mà nghiên cứu kỹ về thủ đoạn của đối tượng gây án đối với anh Hoàng Thế Vinh thì chúng tôi thấy nó có mối liên hệ với cái vụ mất tích của vợ chồng Bình Hạnh. Xác minh tiền đâu mà mua 5-6 miếng đất đó thì chúng ta phải đi xác minh về cái nhân thân quan hệ, cái công việc của Kiều Quốc Huy trước, trong và sau khi vụ án xảy ra. Và chúng ta phải làm rất kỹ ở Đắk Nông, chúng ta phải làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Một mặt cử nhiều tổ cán bộ đi xác minh, mặt khác cơ quan điều tra để Kiều Quốc Huy tự khai về bản thân từ khi rời gia đình đến khi thời điểm sát hại nạn nhân Hoàng Thế Vinh. Trong đó, các điều tra viên đặc biệt chú ý tới lời khai của đối tượng về vấn đề việc làm, thu nhập và năng lực tài chính gia đình. Đây là vấn đề then chốt nhằm xác định Kiều Quốc Huy mua 5 thửa đất của chị Hạnh là hợp pháp hay dùng thủ đoạn để chiếm đoạt. Kết quả xác minh sâu về Kiều Quốc Huy cho thấy, từ cuối năm 2012 cho đến tháng 8 năm 2015, Huy không có công ăn việc làm ổn định, nhưng lại sở hữu một ô tô riêng và nhiều mảnh đất có giá trị tại huyện Bảo Lâm. Gia đình của Kiều Quốc Huy và vợ hắn tại Đắk Lắk không có tài sản gì để kế thừa cho vợ chồng Huy. Về một số mảnh đất tại Bảo Lâm, gia đình nghe kể Huy được cha nuôi
một chuyên gia người Trung Quốc làm việc tại nhà máy bauxit đầu tư tiền. Sau khi mua xong thì cha nuôi chết nên đối tượng đương nhiên được hưởng. Quá trình Kiều Quốc Huy mà làm việc ở cái dự án bauxit nhôm Lâm Đồng ấy, ở một cái vai trò không thể tiếp cận được những chuyên gia của người Trung Quốc, là chỉ ở là ở cái chỗ hồ đập, không phải là ở trong những cái dây chuyền để mà vận hành của nhà máy. Thế và cái người Trung Quốc sang đây thì người ta cũng chỉ là trong một cái vai trò là để mà ráp toàn bộ cái dây chuyền sản xuất và vận hành, thì cũng không thể nào mà người ta lại đi đầu tư cho Kiều Quốc Huy để mà mua bán bất động sản. Nghề nghiệp không có thu nhập mà lại có cái thời điểm đấy khoảng 3 tỷ đồng để mua được 5 lô đất ở Bảo Lâm là một điều không tưởng. Và 5 lô đất đấy đã được chuyển nhượng sang tên của Kiều Quốc Huy. Thì đây là một dấu hỏi cần phải đặt ra. Sau khi tập trung xác minh thu thập tài liệu, cơ quan điều tra công an tỉnh Lâm Đồng đã có cơ sở để tin rằng khối tài sản Kiều Quốc Huy đang sở hữu là bất minh. Đây là tiền để ban chuyên án bước vào cuộc đấu tranh trực diện với đối tượng. Về năng lực tài chính để sang nhượng thì đối tượng vẽ ra một cái kịch bản là buôn bán lâm sản trái phép và thu mua nhiên liệu là dầu và xăng ở cái thủy điện Đồng Nai, cũng như là ăn bớt cái nhiên liệu là ở cái cây xăng mà chị Trinh là vợ của Kiều Quốc Huy làm việc ở đó. Thế nhưng do chúng tôi đã dự đoán được tất cả những cái thủ đoạn đối phó của đối tượng, nên đặc biệt là cái vấn đề mà nơi làm việc của vợ Kiều Huy thì chúng tôi đã sao kê toàn bộ cái bảng lương, và kể cả làm việc với cả công ty xăng dầu thì không thể nào mà có thể ăn bớt được cái nhiên liệu đó, là cái nhất. Cái thứ hai thì chúng tôi yêu cầu Huy phải giải trình vấn đề mà ăn bớt nhiên liệu ở thủy điện thì lấy của ai và bán cho ai, mua bao nhiêu tiền và bán bao nhiêu tiền. Vấn đề mà khai thác và mua bán cái lâm sản trái phép thì mua gỗ của ai, loại gỗ gì và bán cho ai, số lượng, khối lượng, thời gian thì đối tượng không giải trình được. Quan điểm của ban chuyên án là với một đối tượng có nhiều kinh nghiệm đối phó như Kiều Huy thì tất cả cái tài liệu để đưa ra đấu tranh sau này ấy, thì là phải là những tài liệu chứng cứ có thật, khách quan, và những cái tài liệu đấy là phải thu thập bằng các cái biện pháp theo đúng thủ tục của pháp luật tố tụng quy định. Giai đoạn này, ban chuyên án tập trung chứng minh vấn đề tài chính để bẻ toàn bộ các kịch bản đối tượng dựng lên nhằm hợp thức hóa việc mua 5 mảnh đất của chị Phạm Thị Mỹ Hạnh. Trong lúc những cuộc đấu trí nảy lửa vẫn đang diễn ra, thì chỉ huy ban chuyên án đã lên kế hoạch cho giai đoạn đấu tranh tiếp theo bằng việc chứng minh tính xác thực của tờ giấy vay nợ có chữ ký của chị Hạnh được tìm thấy trong nhà của Kiều Quốc Huy. Vậy tại sao cái hình dạng chữ ký đó rất là tương đồng với chữ ký của bà Hạnh hả anh? Tại vì cái này là họ tô đồ trên cái chữ ký, nhìn qua cái bóng thì cái hình dạng của nó rất là giống nhau. Nhưng mà về các phương diện khác thì nó lại khác nhau, như là về tốc độ và có những cái điểm dừng bất hợp lý và những cái tạo góc của các cái chữ ký nó không được tự nhiên. Phần lớn nó dùng ánh sáng ngược chiếu từ dưới lên để nhìn thấy cái chữ ký và nó bắt chiếc. Trong một số trường hợp thì nó sẽ dùng cái chữ ký của bà đó và nó tô trên cái nền cái chữ ký của bà đó. Nó sẽ tạo ra vết hàn xuống cái tờ giấy đó và lúc đó nó sẽ tô trên cái vết hàn đó. Chữ ký của Bình Hạnh trên giấy của Kiều Quốc Huy là giả, với lý do là Kiều Quốc Huy đã dùng biện pháp là đồ chữ ký để tạo nên một cái chữ ký giống, rồi sau đó đối tượng mới ký lên cái vết hàn này. Tài liệu này ngay lập tức được đưa vào kế hoạch đấu tranh trực diện với đối tượng. Các kịch bản nhằm hợp thức hóa việc mua đất của Kiều Quốc Huy lần lượt bị cơ quan điều tra bác bỏ bằng những tài liệu đã được thẩm định. Phần nhiều đã làm nhụt đi ý chí đối phó của đối tượng.
Lúc này điều tra viên quyết định đấu tranh quyết liệt hơn bằng việc công bố kết quả giám định mẫu chữ ký của chị Hạnh trên giấy vay nợ Huy là giả, thì đối tượng hoàn toàn bị đánh gục. Tiến tới cái kế hoạch cái giai đoạn 2 có nghĩa là mình phải buộc Huy khai nhận cái vấn đề vay nợ của vợ chồng Bình Hạnh với hung thủ là không có. Cái thứ hai là sau khi mà vợ chồng Bình Hạnh mất tích thì lại áp dụng vào cái vụ án giết anh Hoàng Thế Vinh vì động cơ tài sản. Sau khi buộc đối tượng phải thừa nhận là lấy cái thủ đoạn này để mà áp đặt và để mà có thể là chép sang cái vụ án thứ hai thì chúng ta đã dấn thêm được một bước. Vô hình chung đối tượng đã thừa nhận là có liên quan đến vấn đề mất tích. Và lúc đó thì mình dùng những cái tài liệu chứng cứ và tất cả những cái mà chiến thuật xét hỏi mà buộc đối tượng phải khai nhận rằng có liên quan đến cái việc mất tích của vợ chồng Bình Hạnh. Và đến một cái lúc mà đối tượng không thể quanh co được nữa thì đối tượng đã buộc khai nhận là đối tượng đã giết vợ chồng Bình Hạnh để mà nhằm chiếm đoạt cái số lượng tài sản đó. Trải qua 6 ngày đêm đấu tranh trực diện, dựa vào những tài liệu chứng cứ chính xác, khách quan, đồng thời sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng cơ quan điều tra công an tỉnh Lâm Đồng đã có đủ cơ sở để kết luận Kiều Quốc Huy chính là thủ phạm đã sát hại vợ chồng Đỗ Hoàng Bình, Phạm Thị Mỹ Hạnh để chiếm đoạt 5 thửa đất, rồi tung tin các nạn nhân vỡ nợ phải bỏ trốn. Sau đó cũng chính đối tượng giả mạo các tài liệu để hợp thức hóa quyền sử dụng đối với số mảnh đất nói trên. Kiều Quốc Huy đã có cái sự chuẩn bị kỹ từ cái việc là đặt vấn đề mua bán, yêu cầu vợ chồng Bình Hạnh là giao Ủy ban dân thị trấn Lộc Thắng để làm cái thủ tục chứng nhận cái công chứng cái việc là sang tên đổi chủ những cái thửa đất ấy cho Kiều Quốc Huy. Với cái điều kiện mà Hạnh đặt ra ấy là làm giấy tờ thủ tục trước và khi Kiều Quốc Huy giao tiền ấy thì sẽ giao lại cái giấy mà xác nhận của chính quyền địa phương rồi các cái sổ đỏ rồi các cái giấy tờ để cho Kiều Quốc Huy làm thủ tục sang tên những cái thửa đất ấy. Và sau khi có cái giấy tờ như vậy thì Kiều Quốc Huy là xác định là phải giết vợ chồng Bình Hạnh để chiếm cái năm cái mảnh đất đấy. Huy là đẩy giá lên rất cao, là với số tiền mua là năm mảnh đất là 2.7 tỷ. Thì sau khi giết vợ chồng Bình Hạnh thì Huy đã lấy ở nhà Bình Hạnh là tất cả là 4 cuốn sổ đỏ của 5 mảnh đất này và cùng với hợp đồng chuyển nhượng, là trong hợp đồng chuyển nhượng này là chuyển nhượng cho Huy để hợp thức hóa cái đất này được sang tên Huy. Thì Huy đã làm giả 2 tờ giấy, một tờ giấy là Hạnh nợ Huy là 600 triệu và một tờ giấy là Huy đã trả đủ cho Hạnh là số tiền là 2.7 tỷ mua đất. Và tất cả vào Huy đã giả luôn chữ ký của Hạnh ở chỗ người nhận tiền. Như vậy là sau 3 năm 6 tháng 24 ngày, nguyên nhân biến mất của vợ chồng Bình Hạnh mới được sáng tỏ. Đó không phải là cuộc tháo chạy vì món nợ hơn 10 tỷ đồng như lời đồn đoán mà họ là nạn nhân của một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Kẻ thù ác không ai khác chính là người bạn mà hai vợ chồng đã tin tưởng, hết lòng giúp đỡ, thậm chí còn hơn cả anh em ruột thịt trong gia đình. Khoảng đầu tháng 3 năm 2012, cả ngày hôm đó thì cùng với Bình đi chặt tre dưới suối, thì chiều tối hôm đó thì về nấu cơm ăn. Cơm xong rồi thì Bình đi ra thu gom cái chỗ tre mà lúc buổi chiều làm đang vương vãi ở ngoài. Bình đang gom ở ngoài thì cầm dao đi ra phía sau đánh ngang cổ Bình. Khi mà Bình ngã xuống thì tôi dùng bạt quấn Bình ở trong đó.
Hạnh nghe tiếng từ trong nhà chạy ra. Thấy như thế thì Hạnh bỏ chạy. Lúc đó tôi kịp đánh một dao vào trán Hạnh nhưng mà Hạnh vẫn bỏ chạy vào được một nhà. Qua ngưỡng cửa phía sau bếp thì Hạnh ngã xuống. Tôi dùng dao đánh thêm một phát nữa vào sau gáy Hạnh. Sau đó thì dùng bao đựng cà phê thì nhét Hạnh vào trong đó. Ngày 27 tháng 9 năm 2015, ban chuyên án đã trích xuất Kiều Quốc Huy về huyện Bảo Lâm để chỉ chỗ chôn xác vợ chồng Bình Hạnh. Cùng ngày, ban chuyên án đã khai quật được hai bộ xương dưới đáy giếng. Công tác thu mẫu so sánh giám định ADN cũng được lực lượng kỹ thuật hình sự tiến hành cùng lúc. Khi quá trình khai quật lên thì đánh giá có một cái hộp sò của nam giới là trên đỉnh chẩm trái có một vết không đồng nhất về cái màu sắc của cái hộp sò, đó là cái vết tù máu của nạn nhân trước khi chết, thì mình đánh giá được đó là nạn nhân đã bị đánh chết trước khi rơi xuống giếng. Bản kết luận giám định ADN thể hiện mà bà Trần Thị Ngọc Hải, mẹ nạn nhân Đỗ Hoàng Bình và mẫu xương nam giới có quan hệ huyết thống mẹ con. Điều này đồng nghĩa bộ xương nam giới chính là nạn nhân Đỗ Hoàng Bình. Anh Phạm Minh Dũng, anh trai cùng cha khác mẹ với nạn nhân Phạm Thị Mỹ Hạnh có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ với bộ xương nữ giới. Như vậy có thể khẳng định xác nữ giới được tìm thấy dưới giếng chính là chị Phạm Thị Mỹ Hạnh. Cả một quãng thời gian mà Huy quan hệ với cả vợ chồng Bình Hạnh thì Huy đã bị choáng ngợp với các khối tài sản của Hạnh. Mà Huy không biết là cái khối tài sản này là do mẹ nuôi của Hạnh đầu tư. Thì Huy đã bị choáng ngợp bởi vì là Huy là làm cùng với cái tổ của anh Bình. Thì quá trình đó thì anh Bình có nhiều lần mời Huy vào mà ăn cơm. Thì Huy đã bị choáng ngợp. Choáng ngợp cái đó thì Huy nảy cái lòng tham. Thì Huy có lên một cái kịch bản. Nhà Huy có rất nhiều cà phê ở bên Buôn Mê Thuột. Trong cái thời điểm đó thì Hạnh lại có ý định bán cái số đất này cho bà mẹ nuôi. Thì Huy đã vẽ ra một kịch bản là sẽ bán cà phê, vườn cà phê ở bên Buôn Mê Thuột và đầu tư mua lại toàn bộ đất của vợ chồng Bình Hạnh. Muốn làm cho Hạnh tin được thì Huy có lấy của gia đình 50 triệu và có đã đặt cọc thành công cho chị Hạnh này. Và chị Hạnh từ đó tin là Huy có khả năng về tài chính để có thể sang nhượng miếng đất này. Thì sau đó thì Huy có dựng lên một kịch bản là hẹn ngày trả tiền và sau khi ra công chứng thì chị Hạnh có nhiệm vụ là nộp cái hồ sơ vào văn phòng đất đai để mà sang tên. Và trong cái khoảng thời gian hẹn đó thì Huy đã lên một kịch bản là phải giết vợ chồng Bình Hạnh, chiếm đoạt toàn bộ cái hồ sơ công chứng sang nhượng và tự Huy là đi nộp ở văn phòng đất đai để sang tên. Huy là tung lên cái tin là vợ chồng Bình Hạnh là vay nợ rất là nhiều tỷ và hiện nay là các cái con nợ là đến là đòi rất dữ cho nên là phải bỏ trốn. Chính cái người thân nhất mà lại đưa ra cái thông tin như thế cho nên là mọi người là đều tin, kể cả bà Hải là mẹ của Bình. Nó giết Bình Hạnh như thế nhưng mà nó tung lên cái tin như thế để logic của vấn đề thế thì nó cứ thỉnh thoảng nó vẫn ghé thăm bà Hải là mẹ của Bình Hạnh, thì nó cứ đưa ra những cái thông tin. Là ví dụ như là Bình Hạnh mới gọi điện thoại về hoặc là mới gặp các thứ
rồi nó dựng lên những cái chuyện mà tâm linh, ví dụ như mơ rồi gặp rồi nói thế này thế khác, nó cứ củng cố cho bà Hải tin rằng là vợ chồng nhà Bình Hạnh là còn sống, và nó hướng theo bà Hải là đi theo cái con đường là cúng bái rồi là cầu xin để con mình là bình an vô sự. Hệ thống các tài liệu chứng cứ đã thu thập được kết hợp với lời nhận tội của Kiều Quốc Huy, lời khai của những người biết việc, cơ quan điều tra công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thiện hồ sơ vụ án, đề nghị lên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố Kiều Quốc Huy về các tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nếu như không phát hiện ra xác của anh Hoàng Thế Vinh mà chỉ là nghi ngờ thôi, thì để tìm ra đối tượng này cực khó. Khi mà để điều tra nghiên cứu về một con người, thì tất cả những người chúng tôi tiếp cận đều nói tốt với đối tượng này hết. Không một ai nói xấu đối tượng này, không một ai nghi ngờ đối tượng này gây án, và đều yêu cầu cơ quan điều tra phải điều tra thật kỹ, tránh oan sai. Ẩn chứa đằng sau những cái hiền lành, thật thà, chất phác này là một cái con người thủ đoạn, tức là gọi là có máu lạnh đấy. Hay là nói cách khác là như là quỷ đội lốt người. Quá trình làm việc thì Huy cho rằng không có cái nhân quả. Chỉ cần có sức mạnh và chỉ cần có trí tuệ là sẽ có thể đem lại được cái sự sống sung túc. Tháng 3 năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa vụ án Kiều Quốc Huy ra xét xử lưu động. Trải qua nhiều giai đoạn tranh tụng, cuối cùng tòa án đã tuyên tử hình Kiều Quốc Huy về tội giết người, 20 năm tù tội cướp tài sản, 7 năm tù về tội tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Tổng hình phạt cho bị cáo Kiều Quốc Huy là tử hình. Sự tinh thông nghiệp vụ, bản lĩnh điều tra kết hợp với tinh thần kiên trì, quyết tâm, đồng lòng của tập thể cán bộ tham gia chuyên án cuối cùng cũng được đền đáp bằng việc lần lượt các tội ác tày trời của Kiều Quốc Huy bị phơi bày trước ánh sáng và đối tượng phải nhận bản án cao nhất của pháp luật. Kết cục bi đát của Kiều Quốc Huy hôm nay là hệ lụy tất yếu của cái thói ham chơi lười làm, thích hưởng thụ. Trí tuệ và sức mạnh đúng là những yếu tố cần có để hướng đến cuộc sống sung túc. Nhưng mà đi kèm với đó nhất thiết phải là lao động chân chính, suy nghĩ hướng thiện. Bởi vì nếu sức mạnh và trí tuệ chỉ dùng vào những việc bất nghĩa, thì không những chẳng có hạnh phúc, sung túc, mà có khi phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Mới đầu đi thì hứng hở đi lắm, đi ai cũng đi coi, đi coi có bằng được, nhưng mà khi về rồi là không ai dám ra. Có lẽ là lớn nhất trong cả nước, vì ở cả nước đâu có nghe cái vụ nào mà nó chính. Chiến tranh thì mình đánh giặc, chết thì bây giờ đối với giặc thì khác. Nó có cái gì mà nó tác động lớn cho con người mình hồi nào giờ mình đâu có thấy. Năm 1986, ông Lâm Trường An, khi đó là phó trưởng công an huyện Long Phú, tỉnh Hậu Giang, nhận được tin báo về một thi thể được tìm thấy tại rạch Sậy, xã Đại Ân. Anh
Anh em thấy em thấy cái chết ở kia ngoài xe này. Anh ra coi xem. Nãy anh có lại em báo. Chỗ lại công an xã Đại Một báo công an. Chỗ công an không tiếp nhận mà còn đồ tổ lên anh em nữa. Rồi từ từ được ngồi xuống với từng người nói trước. Anh đi trước, anh đi sau. Hồi nãy em đi, em với anh của em đi lại chỗ cái đám đá đi bắt cua, cái em thấy có người ta chết. Sợ quá trời luôn rồi lại cho báo cho công an xã, rồi công an xã còn không tin nữa. Bởi vì hai anh em của em mới trèo xuồng qua đây đang báo với anh hai nè. Hai người nông dân trồng bí đao, đi đốn cây bần, làm cừ, đắp đập, ngăn nước tràn vào rẫy. Sau vài giờ dầm mưa, đập được đắp xong, họ men theo bãi bồi tìm bắt cá thòi lòi. Ngửi thêm mùi lạ, tưởng bắt được thú bẫy chết, nhưng tìm mãi mà không phát hiện được gì. Hai người nông dân quyết định đi sâu vào rừng rửa nước. Nhìn những tàu lá dừa xếp ngổn ngang, cũng là nơi mùi hôi thối bốc lên. Lấy làm lạ, một trong hai người lấy xương lá dừa chọc sâu xuống đất. Họ sợ hãi khi phát hiện có cánh tay người nhô lên khỏi mặt đất. Trên một cái đống xương lá cũ người ta gốc, ta bỏ khô ra, nó chôn dưới dưới, rồi nó mới đắp cái đó lên. Rồi cái lúc đó thì cái ông này ông dậy, ông mới thụt cái cùi chỏ tay nè, thụt lú lên. Cho nên nó lú gan khúc vậy nè. Một con dòi nó bu của người này, rồi cái tay áo nó còn được khúc, cái áo sọc cái gô. Hai người nông dân đã đi cả một quãng đường dài lội bộ, rồi chèo thuyền mấy tiếng đồng hồ mới lên được đến huyện. Trời cũng đã tối mịt mùng. Đây rõ ràng không phải là câu chuyện bịa. Không có lý do gì mà họ lại nói dối vất vả thế. Ông Giang tin những điều hai nông dân vừa kể. Nhưng xã Đại Ân vốn là một vùng giải phóng người dân đi theo Đảng, theo Bác Hồ. Theo lời kể của những người đi trước, ở đây có nhiều căn cứ cách mạng từ thời chống Pháp, chống Mỹ. Sau giải phóng, Đại Ân đã trở thành một mảnh đất yên bình, người dân sống hiền lành, chất phác, không có tệ nạn xảy ra. Ông Giang băn khoăn liệu đây có phải là một vụ án hình sự hay chỉ là dấu tích của vùng căn cứ cách mạng một thời, cũng có khi đó là mộ của người dân địa phương được an táng ở khu vực đất bùn trũng lầy đó. Sau một thời gian dưới tác động của mưa và thủy triều lên xuống mỗi ngày đã lộ thiên. Băn khoăn nhưng ông Giang vẫn quyết định đích thân đến đó để kiểm tra xem sao. Ông Giang nhờ hai người nông dân dẫn đường đến hiện trường nơi phát hiện cánh tay người. Ông cũng huy động lực lượng chỉ cho trời sáng là lên đường. Sau hàng giờ đồng hồ lội bộ rồi chèo thuyền, ông Giang và đồng đội đã có mặt ở trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đại Ân từ sớm. Họ trao đổi với công an xã để tìm đường đến rạch Sậy một cách nhanh nhất. Trưởng công an xã Đại Ân khi đó là Trương Tuấn Kiệt, một người dân địa phương và cũng là cán bộ nguồn đang trong diện quy hoạch, đã rất tích cực hỗ trợ đoàn công tác. Sau những trao đổi ngắn gọn, ông Lâm Trường Giang cùng mọi người chèo thuyền đến rạch Sậy. Tôi nói bây giờ đề nghị cô cho trưởng công an xã với lực lượng công an xã chỉ chừa một đồng chí nhà trực thôi. Còn ấp đội thì nói với anh Lốn, xã đội chứ, nói anh Lốn bây giờ xã đội trưởng cùng đi. Ha, chừa một đồng chí xã đội phó nhà trực thôi, cùng dẫn lực lượng du kích đi, vũ khí chuẩn bị đầy đủ. À, thì cô hai bí thư rồi nói thì giao cho cháu ở huyện cháu điều động anh em. Giờ tôi đề nghị thêm 4 dân công. Lúc đó đề nghị thêm 4 dân công nữa. Và giác len theo, rồi cầm dao theo, để mình vô đó có cái gì. Từ Ủy ban Nhân dân xã đến rạch Sậy,
người ta ước tính phải đi qua 4 con kênh và 3 quãng đường rừng. Đoàn người trèo mái vẫn chưa tới đích. Ở khúc cua cuối, giữa trưởng công an xã Trương Tuấn Kiệt và một trong hai nông dân báo án đã có những xung đột trong việc chỉ đường. Ông Kiệt cho rằng đi theo hai cách hai người nông dân chỉ sẽ lòng vòng mất nhiều thời gian của đoàn công tác. Còn một trong hai người nông dân lại quả quyết đoạn đường vừa đi theo lời chỉ dẫn của ông Kiệt là không chính xác. Căng thẳng một hồi lâu, cuối cùng đoàn người cũng đặt chân được đến rạch sảnh. Nó nói anh hai không được đâu, mà mấy anh mặc đồ như thế này giày vớ rồi đồ cảnh sát vậy lội đường đó lội không nổi đâu. Sình nước nó gần tới lưng quần lẫn lộn nổi. Khi mà qua tới hiện trường á, lội tới hiện trường thì cái địa bàn nó sình lầy rừng rủ lá ô gô cúc cạn rồi đó. Nếu Đại Ân làm khu rừng nước tùm với lác đác nhà dân sinh sống thì rạch sậy là phần hoang vu nhất. Quanh rạch sậy người ta không thể nhìn thấy một nóc nhà hay một bóng người. Chỉ có ngút ngàn lau sậy với những cây rừng nước. Cũng giống như nhiều vùng thuộc đồng bằng sông Cửu Long ở nơi này, mỗi ngày thủy triều lên xuống 2 lần. Đoàn công tác đến hiện trường khi trời đã chuyển sang chiều, cũng là lúc nước đã rút hết. Họ buộc phải xoắn quần, lội bộ vào rừng. Trong đoàn mọi người đều đã thấm mệt. Ông Giang hô anh em dừng chân nghỉ giải lao 5-10 phút trước khi đi tiếp. Nhưng có điều gì đó bất thường ngay trước mắt mình. Những lá dừa xếp ngổn ngang không theo một trật tự nào hết. Vết bàn tay để lại trên những thân dừa. Buồn mắt cái mũi đồ cắn quá anh em mới đứng lại là hút thuốc, rủ nhau hút thuốc. Rủ nhau hút thuốc thì đứng ở trên một cái mảnh đất đó mà thấy sao cái kỳ nó xáo trộn. Cái củ máy dầm với cái củ lá rồi nó nằm ở dưới đất mà tại sao nó xáo ngược lên trên nó chứ à. Cái lúc đó hai mới nói với mấy đứa này nè, nói với đàn, nói với mười thời, nói chung với anh em. Tao thấy cái chuyện này nó kỳ kỳ. Cái mới dòm vô trong cái bụp lá đó, mới dòm thấy cái dấu tay nó bốc đất nó đắp á. Rồi nó bốc vô bụp lá còn 5 ngón tay còn dính dài theo đó. Cái anh mới nói với mấy đứa tụi này, cái này tao nghi quá à. Bây giờ mình tóc cái đống xương lá này lên coi. Cái gì? Ông Giang gọi ông Bạch Đằng khi đó là đội trưởng đội hình sự kinh tế công an huyện Long Phú đến để kiểm tra. Ông Đằng cầm xương dừa chọc xuống. Xương dừa không đi sâu xuống như thường thấy ở đất bùn mà bị đẩy ngược lại. Cảm thấy có sự khác lạ dưới đám lá lùng nhùng kia. Ông Đằng cùng đồng đội dùng chiếc len mang theo đào lên tìm kiếm. Không mất quá nhiều sức, chỉ với vài nhát đào, những xác người lần lượt được tìm thấy trong cùng một hố. À, đầu tiên mò lên một người đó khoảng chừng 17 tuổi mà nó bị thúi lầy rồi tóc tay cũng hết rồi. Lôi lên mới nói, Đằng nó mới kêu mấy người đó dân công chặt lá, xé, chảy ra. Mới lôi lên cho Đằng khám nghiệm coi cái chết làm sao. Lôi lên nó nói trời ơi trời, thêm một mạng nữa rồi. Thì lôi lên, hiện nay khám chưa rồi, thằng kia nữa thì lôi bà này lên, khiêng bỏ đó. Đó tôi nói thọt tay xuống kiếm cái nữa coi, thọt xuống quớ thêm cái nữa là hầm đó ba người.
là lúc đó anh hai hết biết cái gì, run quá. Trời ơi, chưa tới cái chỗ mà nó lú lên nữa, mà cỡ này rồi mà ba người rồi mà nếu nó lú ra đâu không biết nó trộn mình nhiều. Sau khi xếp những xác người vừa tìm thấy vào một bên chờ khám nghiệm, đoàn công tác đi tiếp đến chỗ hai người nông dân, phát hiện thêm một cánh tay nhô lên. Nhưng cũng như lần trước, tại đoạn đường cách vài chục mét, họ tiếp tục nhìn thấy một hiện tượng tương tự như ở chiếc hố đầu tiên. Đống lá dừa rất ngổn ngang. Ông Giang chỉ đạo đồng đội lật lá dừa kiểm tra. Ông Bạch Đằng thò tay xuống hố móc lên lại tiếp tục là hai xác người. Trong đó có một phụ nữ và một đứa trẻ. Hồi xưa tới giờ thì cũng tiếp xúc nhiều vụ. Mà chỉ có vụ này thì cái mình quá xúc động. Thì chết thì có nhỏ nữa, có trẻ, nít cái bé đó, thì nó lùa nhiêu thì nó đập hết nhiêu. Thì bọn tội phạm khi không biết cái lương tâm để đâu chứ. Thay đó là không còn gì, mấy anh kêu bằng gối loạn hết trơn, rồi trời mưa nữa, rồi trời sấm sét, rồi đói, rồi không nước uống, không có cơm ăn, rồi giữa gần cái gần tối trời mà. Thế vậy mấy bàn với anh em thôi, giờ ai đi trước thì cứ đi tìm, đi lại cho tới cái vị trí đó. Còn ai hay sao thì nhiệm vụ của Đằng rồi mấy đứa hay sao thì nó lo nó khám nghiệm coi cái cách chết của người ta làm sao, cách giết làm sao. Dù mệt và trời cũng bắt đầu sẩm tối, nhưng mọi người động viên nhau cố đi đến đích cuối là nơi hai người nông dân phát hiện cánh tay đưa lên. Đúng như những gì các nhân chứng nhìn thấy, dưới đám lá dừa là cánh tay một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Xác chết đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, trương phình, thối rữa. Lúc này tại rạch sậy trời cũng đã bắt đầu chuyển tối. Điều kiện ánh sáng không cho phép công việc tìm kiếm khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi tiếp tục. Vì vậy, đoàn công tác do ông Giang dẫn đầu quyết định phải rút quân về xã. Nhưng khó khăn với ông lúc này là giải quyết như thế nào với số tử thi đã tìm thấy. Đưa về xã là điều không thể. Để lại hiện trường, liệu có thể yên tâm được không? Lấy gì đảm bảo hiện trường sẽ không bị thay đổi hay xóa dấu vết? Vậy ai sẽ là người ở lại trông coi số tử thi này? Cuối cùng, ông Giang quyết định đào hố để chôn những xác người lại, rồi cắt cử một nhóm người ở lại trông chừng, chờ đến hôm sau tiếp tục. Sợ để trên á, thì tối nay không biết nó đem nó phi tan đây rồi không biết làm sao. Rồi điện đài lúc đó mình không có, thời bao cấp mà không có máy móc điện đài gì hết trơn, rồi không biết làm sao báo cáo về bên này cho huyện ủy biết, cũng không biết làm sao báo cáo về tỉnh cho Hậu Giang hay. Trời ơi, lúc đó mấy anh gối chứ, mấy anh em ta xây quần, mà nếu bỏ không trực giác á, tối gửi nó đem mất một cái thay, ngày mai báo cáo với ai, rồi ai tin mình. Lúc đó anh gối với lắm, mấy bàn với anh em nói bây giờ giữa gần giữa này thì anh em nói thôi bây giờ mệt dữ lắm rồi, thôi giờ anh hai bây giờ sẵn cái dân công nên mình bó lá mình chôn cho xuống đi. Mới đem ra một cái bãi đất trống, mới sắp một dãy đó là 7 người. Ngày thứ hai sau khi hiện trường vụ thảm sát được phát hiện, nhận được tin báo của công an huyện Long Phú, theo sự phân công của giám đốc công an tỉnh Hậu Giang, đại úy Võ Nam Hoàng hay còn gọi là Nam Hí, trưởng phòng điều tra sát hỏi công an tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác bao gồm cả lực lượng điều tra, trinh sát, kỹ thuật hình sự, tập hợp đông đủ xuống hiện trường. Trong khi chờ nước rút để tiết kiệm thời gian, lực lượng công an ban cấp tỉnh, huyện, xã đã tranh thủ trao đổi tại trụ sở công an xã
nơi được chọn làm đại bản doanh của ban chỉ đạo điều tra vụ án. Kế hoạch được phân công chi tiết hơn cho những người trực tiếp làm công tác khám nghiệm. Các trinh sát tại hiện trường, lực lượng dân quân tham gia hỗ trợ đào lớp hố. Và quan trọng hơn cả là công tác nhận diện tử thi trước khi tiến hành chôn cất cho họ. Thì lúc đó là cái lãnh đạo của ban chuyên án thì phân công, lúc đó tôi là cũng là điều tra viên, phân công là trực tiếp tham gia điều tra vụ án. Thì lúc đó thì nhờ dân, phải nói là cái vụ án nó rất phức tạp, nhiều đối tượng, liên quan nhiều đối tượng, mà thủ đoạn thì rất là tinh vi. Khi mà nó giết người, nó tới cái cổ áo, cái bầu áo nó cũng xé đi để cho mình đừng tìm được địa chỉ thôi mà. Từ công an xã, các cán bộ công an tỉnh, huyện lại tiếp tục di chuyển bằng xuồng và lội bộ vào khu vực phát hiện xác chết. Và cũng trong buổi chiều hôm đó, thêm một hố chôn người nữ được phát hiện, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 7 người. Để kịp thực hiện công tác khám nghiệm, chôn cất nạn nhân và di chuyển về xã trước khi trời tối, mọi công tác được tiến hành gấp rút hơn. Cái vết mà nghĩa là dài như đa tháng xương mà sao có dụng chẩn thì nhiều, rồi mới xác định được là do bị đập, dùng cái vật đập thủ phạm bị đập. Thì đa số là cũng hệt nhau, đập từ phía sau. Theo nhận định ban đầu của những cán bộ tham gia khám nghiệm tại hiện trường, 7 nạn nhân bao gồm cả nam, nữ, người lớn và trẻ em được phát hiện chết theo cùng một cách và chôn dưới hố nằm nghiêng. Họ đều có thương tích nặng ở vùng gáy do va đập mạnh. Trong người không có bất kỳ tài sản hay giấy tờ tùy thân nào. Trang phục nạn nhân mặc trên người đã bị biến đổi khó phân biệt. Chỉ duy nhất một dấu vết để lại để có thể nhận diện. Đó chính là chiếc vòng mã não mà một trong ba nạn nhân nữ đeo ở tay. Được trưởng ty công an Hậu Giang giao nhiệm vụ, ông Năm Hí, trưởng phòng cảnh sát điều tra xét hỏi, và ông Hai Giang, phó trưởng công an huyện Long Phú, là hai người trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án, giữ trọng trách trưởng ban và phó ban chuyên án. Một người thì có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phá các vụ án, và một người thì có nghiệp vụ điều tra, lại thông thuộc địa bàn, cùng phối hợp thực hiện. Trong buổi trao đổi riêng tại Ủy ban Nhân dân xã Đại Ân, ông Năm Hí đã tranh thủ nắm địa bàn nơi xảy ra vụ án từ đồng đội của mình. Anh hay bé, anh phó giám đốc phụ trách cảnh sát, anh khó lắm. Anh nói chuyện tới đâu là anh gần tới đó, và anh lúc đó giao cho Long Phú 30 ngày phải làm cho xong. Trời đất ơi, 30 ngày phải làm cho xong như xét đánh vậy đó, nhưng mà phải gác. Cái kế hoạch ban chuyên án thì tức là tập trung điều tra khám phá phải nhanh, khẩn trương, và kế hoạch phá án thì phải nói là nhanh gọn. Sau khi những công đoạn cuối cùng của công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi hoàn tất, một cuộc họp được tổ chức ngay trong đêm tại trụ sở công an xã Đại Ân nhằm quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, tập trung tối đa nguồn lực khắc phục khó khăn, quyết tâm điều tra phá án trong thời gian nhanh nhất. Chung là cái thời kỳ đó, thời kỳ khó khăn, chưa có điện đài như giờ. Kể cả xe Honda cũng không có, mà phải đi bộ, đi phải mất thời gian đi bộ, đây qua tới đó, phải qua một con sông 2.000 thước nữa, phải bao đò dọc đi qua đó, rồi từ cái qua tới xã lội vô tới gần nó khoảng 1.500 thước nữa, rồi lội đi, làm rồi lội về, báo cáo rồi lội đi, coi như một ngày, có khi phải lội 3 lần như vậy, thì cả hết một ngày tối. Rồi anh em mình nó đói, rồi nó trong khó khăn nữa, rồi nước uống, rồi không có nhà dân. Nạn nhân không rõ địa chỉ ở đâu.
cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là chôn là xác nó là trương thối hết. Mà thời kỳ đó thì cái nghiệp vụ mình cũng còn thấp kém lắm, mà phải nói hoàn cảnh lúc đó khó khăn, đi bằng đêm có khi có mang có một hai bộ đồ xuống khi ướt sạch trơn đi trên bờ mẫu chứ đâu có đường xe như bây giờ. Từ kết quả khám nghiệm, lực lượng điều tra đã phác họa sơ bộ nguyên nhân gây tử vong ở nạn nhân. Tất cả họ đều chết theo cùng một cách thức, đó là bị đập mạnh từ phía sau gáy bằng một vật cứng, gây chấn thương sọ não dẫn đến chết. Duy chỉ có một nạn nhân nữ có thêm dấu hiệu bị thiết cổ bằng tàu lá dứa. Điều này cũng đưa đến những phán đoán về tình huống diễn ra thảm án. Tại sao có cộng với góc kèn quấn cần cổ là cô Mai lúc đó là cụ La. Cụ La nó mới cắt từ dây góc kèn, nó quấn nó siết cần cổ của nó mới đập cổ chết. Nó tóm lại là đập thái dương thôi, dở não xương. Ban chuyên án cũng nhận định đây là một vụ án giết người cướp tài sản, bởi kết quả khám nghiệm không phát hiện bất kỳ loại giấy tờ hay tài sản nào. Chỉ duy nhất có chiếc vòng má não trên tay nạn nhân nữ, đó không phải là một tài sản có giá trị. Dấu vết để lại trên thân thể nạn nhân cho thấy rằng bằng chứng về một nhóm tội phạm hoạt động tương đối chuyên nghiệp. Đó nữa. Hình như là phát nào cũng lụm, đập cái là té, đập cái là dựng kỹ sao. Dùng nó tập trung thần kinh rồi nhiều đó, đập cái là chóng lụm mà. Vậy em hiểu pháp luật lắm chứ, nó làm nó mới che giấu tội phạm vậy. Tới cái cổ áo, cái bầu áo nó cũng xé đi để cho mình đừng tìm được địa chỉ mà. Những nhận định ban đầu về vụ án đã có, nhưng chưa rõ nét về tung tích nạn nhân cũng như manh mối về hung thủ. Chính vì vậy, công tác điều tra được tiến hành đồng thời ở nhiều mũi. Mũi điều tra lai lịch và các mối quan hệ của nạn nhân. Mũi rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn xã Đại Ân và huyện Long Phú. Mũi trinh sát nắm tình hình và thu thập thông tin địa bàn xung quanh nơi xảy ra vụ thảm sát. Chia ra nhiều tổ, anh em nhiều tổ nằm theo cái tuyến dài của chuyến tàu từ An Thạnh Nhất mà về tới An Thạnh Ba, thì tới Bà Kẹo với nắm dài coi bao nhiêu cái điểm nó đổ, thì mình mới phát hiện được hai điểm, tức là cái điểm ở Kinh Trụ và cái điểm ở Sống Gãy. Xã Đại Ân hơn 30 năm trước vốn là một khu vực dân cư thưa thớt. Kể từ khi xảy ra thảm án, người dân lo lắng, hoang mang. Họ đã cất đi phần nào chất nam bộ hùng hậu trong mình, sống khép kín hơn, không tụ tập nói chuyện, ăn nhậu, hát hò. Điều này cũng gây khó khăn phần nào cho lực lượng điều tra trong việc rà soát các biểu hiện bất thường trên địa bàn xã. Mới đầu đi thì hứng hở đi lắm, đi ai cũng đi coi, đi coi có bằng được, mà khi về rồi là không ai dám ra, tại lúc đó là công an đi dữ dằn lắm. Ai thì cũng sợ là nói bậy nói bạ đi rồi bắt lầm bắt đồ. Rồi làm ăn kiểu đó mà bị kiểu đó mà nghe nó chết lần 7-8 người mình đừng sợ, đâu có dám lợi đó. Lực lượng công an rà soát các đối tượng trong diện hiểm nghi. Các đối tượng có biểu hiện bất thường trên địa bàn nhưng không mang lại kết quả. Trinh sát thăm hỏi người dân về những người lạ mặt xuất hiện gần đây, nhưng cổ lao năm đó dân cư thưa thớt, sống cách xa nhau, nên việc người lạ xuất hiện không phải là điều dễ thấy nếu người ta muốn giấu. Rừng lá sầm khuất như vậy đó, đi dỗ nữa tôi với anh đi đây, cô đi chỗ rằng cái ngoài đó thì không thấy nhau đâu, rừng nó sầm khuất chứ lắm, xong ngồi nó chằng chịt. Cái như là cái bãi đáp trên cửa đúng lý đó là hồi đó phương tiện của công an xã là không có phương tiện, chỉ đi lội bộ mà đi thôi. Quần chúng ở rải rác nơi thì mình cũng không có dễ dàng nắm được cái như bây giờ mà thông tin chúng là ùm lên là thôi. Trong khi vụ án đang rơi vào thế bí, thì một người dân kể cho lực lượng của ban chuyên án nghe về những người thành phố xuất hiện ở nhà trường công an xã Trương Tuấn Kiệt vào ngày trước đó.
móc nối các sự việc đã diễn ra, ban chuyên án bí mật giám sát Trương Tuấn Kiệt, đồng thời cho người đi xác minh các thông tin liên quan. Nhưng sự thật đúng như một nhân chứng khác cung cấp, gia đình Trương Tuấn Kiệt nhiều ngày trước có tổ chức đám giỗ và có đón bà con ở thành phố xuống dự. Sáng tháng 5 chú có đưa mấy người thành phố xuống leo? Có, rồi chú mấy người bà con ở thành phố xuống đi đám giỗ, đi xuống đây 3 ngày, ngày đi, ngày ở, ngày về. Chú biết tên mấy người đó hả? Cũng lâu lâu rồi cũng có biết tên 2-3 người, còn số bạn bè kia đông quá mình lâu không có nhớ tên. Đã có chứng cứ ngoại phạm cho Trương Tuấn Kiệt, nhưng liệu anh ta có hoàn toàn vô can trong vụ án này hay không thì vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Để đảm bảo an toàn cho các thành viên cũng như bí mật trong quá trình điều tra, ban chuyên án đặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đại Ân đã quyết định rút quân trong lặng lẽ. Cái này là không phải là dân, mà cái này đối tượng này là nguy hiểm. Hãy nói là nội bộ, ở đó là nói tới nội bộ là hết sức là khó khăn. Khi có biết liên quan tới là những công an xã rồi đó, thì các chú chỉ đạo là tụi tôi không có phối hợp với công an, mà phối hợp với ở chính quyền ấp mà thôi. Xác định Đại Ân cách chợ ngăn sông, để biết những người đến và đi, cần bắt đầu từ hàng chục điểm đò ngang từ Cù Lao tới những khu vực lân cận. Trinh sát trong vai khách bộ hành sang sông để lắng nghe hàng trăm câu chuyện từ những người lái đò. Tại nhiều điểm khác thuộc xã Đại Ân, những người lính hình sự cùng ăn, cùng ở với dân. Phải nói người dân ở đó nó rất là tốt, người ta rất ủng hộ mình, ta rất nhiệt tình. Nói chung thu thập chứng cứ, lấy lời khai rồi toàn bộ là làm bằng đêm hết. Bằng ngày thì mình ém vô nhà dân mình ngủ. Công tác trinh sát nắm chặt địa bàn tiếp tục phát hiện thời gian gần đây, nhiều đối tượng ở Cù Lao đã móc nối với những người ngoài địa bàn, đưa người vượt biên đến Cù Lao rồi ra biển. Manh mối về vụ án rõ hơn khi xác định nạn nhân chính là những người có ý định vượt biên. Ban chuyên án chỉ đạo công tác điều tra tập trung vào những kẻ móc nối cầm đầu. Trong đó có các đối tượng Nguyễn Văn Xưa, Trần Văn Sơn, Trần Văn Kẹt, Trương Tuấn Kiệt, tất cả đều là những người dân địa phương. Tuy nhiên, lấy gì để chứng minh các đối tượng có liên quan đến vụ thảm sát ở Rạch Sậy lại là một bài toán buộc phải có lời giải. Là đây có hai cái cửa, một là cái cửa Định An, hai cái cửa Đề.
là cái người mà giữ nguyên trái phép á, đi nhiều lắm. Quần áo ăn mặc cái móng tay sơn đỏ rồi này nọ, nó là dân thành phố. Mấy người này là bị cái bọn mà câu móc tổ chức vụ đi vượt biên đó là nó giết. Thành phố xuống thì phải đi chuyến tàu để mới qua đây được, chứ không có lộ sông được. Anh mới bố trí kỹ, bố trí cho anh Ba Kiệt dẫn một tổ lên đầu An Thanh Nhất, còn lại mấy anh ở dài theo cái tiếng đó. Trong khi các trinh sát vẫn đang truy tìm chứng cứ thì một người dân kể chuyện cho ông Hai Giang về người phụ nữ đeo vòng cẩm thạch từ thành phố xuống đi cùng Xưa và Kiệt qua chiếc cầu khỉ cách đây khá lâu. Chiếc vòng cẩm thạch trong lời khai của nhân chứng liệu có phải là chính chiếc vòng má não mà lực lượng điều tra tìm thấy trên tay nạn nhân? Nếu đây là tình tiết đắt giá về mối liên hệ giữa nạn nhân với kẻ gây án thì nó lại chưa đủ căn cứ pháp lý để ban chuyên án ra lệnh bắt đối tượng. Thấy cái đi cầu cầu khỉ cầu lao mà cầu tre lắc lẻo mà nó không biết đi, rồi té tới té lui người ta nghi dân này không phải dân nước mình. Thì khi mà phát hiện là cái dòng cẩm thạch đó là khi phát hiện cái đầu mối bên kia là nó dẫn về đó thì người ta quần chúng người ta thấy mặc áo đồ màu đồ đó, người ta thấy người ta mới kể cho mình. Những anh mới làm nghiệp vụ trinh sát mình mới mò theo. Tiếp tục giám sát Xưa khi người này đang làm việc trên cánh đồng mía, trinh sát phát hiện các vật dụng trên người và trong nhà đối tượng chính là của nạn nhân. Lệnh bắt và khám xét khẩn cấp được thực hiện. Khi bắt tên Xưa đó là khi khám xét đó là thu giữ một số vật chứng là quan trọng, là cũng như là vật dụng quần áo của nữ rồi dép giày đó. Hồi xưa thì đồ nó hiếm lắm nhưng mà y vẫn giữ trong nhà. Thì mình thấy được cái mũi đó thì là chú phấn khởi là chắc chắn rồi, không khi nào sai đối tượng được. Lên thì lột cái nón nó xuống thì cái nón đó nó đập cái đầu, cái trong cái nón nó có ba cái nút trắng, trong cái nút đó nó có cái chốt bằng chì nó bóp á, nó còn dính tóc máu còn dính vô này. Anh mới lật cái nón ra, tôi hỏi cái nón này thì cái gì đi Xưa? Thì cũng dặn co là có gần 3 tiếng đồng hồ em mới xong. Nó công nhận rồi là cả đó là anh nói rồi, tới đó là thật anh nó rung, tôi nói nó vừa mừng mà nó hồi hộp mà nó rung, nó mừng tới cả đó. Yêu cầu một thằng nó nhận vậy là được rồi. Có được lời khai của Nguyễn Văn Xưa về sự tham gia của các đối tượng trong chuyên án, việc thi hành bắt khẩn cấp các đối tượng Trần Văn Sơn, Trần Văn Kẹp được tiến hành. Nhưng trong số đó còn có Trương Tuấn Kiệt là trưởng công an xã. Việc bắt Kiệt phải trải qua các quy trình chặt chẽ. Ngay lúc này, lãnh đạo ban chuyên án nhận được tin chỉ trong đêm nay, rạng sáng ngày mai, Trương Tuấn Kiệt sẽ rời Cù Lao lên thành phố để tham gia một lớp học bồi dưỡng chính trị cho các cán bộ nguồn. Liệu đây có phải là thời cơ để tên này bỏ trốn khi thấy động? Đi qua bản anh Hai mới kêu mày dẫn ra tao làm việc. Anh chưa tin. Ra anh mới coi như nó phúc thẩm đã hết. Dẫn ba thằng ra, anh làm việc nó cũng dẫn y chang vậy. Thì anh lúc đó là mặt mày anh tái xanh đó chứ. Anh nói bây giờ làm sao cho kịp. Tôi nói là không đâu, 12 giờ này nó đi. Mà nó đi rồi là nguy hiểm lắm. Anh Hai thôi, nó nói giờ mày kêu ba dẫn với ba nở, mày với Trường Giang với số anh em công an huyện thì qua bển liền. Qua bển nói là ra lệnh là họp đảng ủy bất thường. Nói với đồng chí bí thư á, thì trong đó giữ Kiệt lại. Anh không thể bắt người tiền được. Nhưng Kiệt là đối tượng chính trong vụ án này. Nếu không bắt khẩn cấp, lãnh theo đúng quy trình thì lúc đó đối tượng chính. Được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, một cuộc họp đảng ủy bất thường ngay trong đêm diễn ra tại xã. Phó chủ tịch xã là người trực tiếp đến mời Trương Tuấn Kiệt để mời anh này đến dự họp. Đảng ủy có tổ chức họp cuộc họp đột xuất mời Kiệt vô họp liền. Dạ em biết rồi anh Hai.
anh ra đằng trước sân chờ em đi, rồi em thay bộ đồ rồi em theo anh đi về chảnh họp luôn. Người đã quyết định tạm dừng sinh hoạt đảng với Kiệt là đồng chí Đức. Lực lượng an ninh đã mật phục bắt đối tượng ngay tại cuộc họp, khiến tên này không kịp trở tay. Thì vừa nói vậy nó móc súng liền. Móc súng thì lúc đó thằng Tấn đã ở phía sau lưng. Tấn nó nhảy thì nó còng dính vô cái đai luôn nha. Là nói cho mắc cười. Mấy chị mấy anh đang trong đảng quỹ là xỉu hết trơn, không biết cái chuyện gì mình làm quá trời. Đó, rồi mình đọc quyết định là mình mới cho biết là nó đã chú mưu giết mấy 7 mạng người đó. Đó quyết định đó cũng đúng là táo bạo của lãnh đạo ban chuyên án lúc đó. Và khi mà tôi ra lệnh bắt Kiệt kiểu đó đó là về bị ban chấp hành kiểm điểm, tức là sai nguyên tắc. Anh làm việc, anh có công thật nhưng mà sai nguyên tắc thì đảng, anh chưa xin ý kiến. Bắt được Trần Văn Sơn, Trần Văn Kẹt, Nguyễn Văn Sư và trưởng công an xã Trương Tuấn Kiệt. Nhưng theo lời khai của các đối tượng thì cả chủ mưu cầm đầu cũng là người trực tiếp ra tay với các nạn nhân là Trần Bá Thọ, Huỳnh Văn Hải thì đã cao chạy xa bay. Vì thế công việc của ban chuyên án vẫn chưa thể dừng lại. Sau khi bắt giữ Trương Tuấn Kiệt và đồng bọn, cuộc đấu tranh lấy lời khai làm sáng tỏ sự thật vụ án được tiến hành. Tôi được đường là công trưởng công an một xã, chẳng lẽ làm những việc như thế này mà tại sao mấy anh lại bắt tôi về đây? Anh có biết lúc anh tiếp nhận tin báo đó còn có một công an viên chứng kiến vụ việc? Tôi nghĩ đó là chỉ là mấy cái nấm mộ mà trời do trời mưa thì nó đất sạt lở xuống, chứ không nghĩ đó là xác chết. Thằng Hải nó đã bị bắt và nó đã khai toàn bộ sự việc. Từ những vật chứng thu được trong vụ án, các điều tra viên đã buộc các đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Làm những cái tên này để xem coi trong cái nhận định của chuyên án như vậy là có đúng không, có quan tên này không. Yêu cầu một thằng nó nhận vậy là được rồi. Cái len mà nó ở ngoài kêu bằng cái xuống đó, là tức là nó đập nó chôn người ta là còn dính máu, nó còn đúc trong kẹp của lúa, tôi thu được. Theo hồ sơ vụ án ghi lại, các đối tượng bị bắt giữ đã khai nhận sau khi ra tay với nạn nhân, chúng đã lấy hết toàn bộ tài sản họ mang theo người. Trong đó, Hải lấy 9 chỉ vàng, kính cận, cương tròn, đồng hồ. Kẹp lấy 3 chỉ vàng, Sơn lấy 3.000 đồng, Sưa lấy 10.000 đồng và Kiệt 700 đồng. Số bị bắt đã nhận tội có tham gia tổ chức giết người cướp của khá chi tiết, trùng khớp nhau nhưng chưa tên nào nhận là thủ phạm trực tiếp giết người. Quanh co tránh né, khai cho Thọ, Hải, Kẹp. Như vậy, ngoài 4 tên bị bắt còn có 2 đối tượng được cho là kẻ chủ mưu cầm đầu, bao gồm Huỳnh Văn Hải và Trần Bá Thọ thì vẫn đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật. Sáng lại anh mới đi Hậu Giang báo cáo với anh bé. Thì anh bé anh mới xuống anh mới dẫn hết chân 4 ngày về. À, dẫn 4 ngày về cho anh, 4 ngày về cho anh thì mới khai thác. Khai thác thì bây giờ mất Hải. Đó, cuối cùng rồi là cử bấy lộm và còn nó về đây này. Bấy lộm mới xuống kết hợp với Long Phú đi tìm bắt cái đường này. Ông Vũ này hiện tại là ở đâu? Ông ở đây ở Nguyễn Tân. Nguyễn Tân à? Nhà ông ba mấy người? Được 4 người. 4 người. Ông vợ và 2 đứa con. Ông nói sinh năm. Nhận được tin Trần Bá Thọ đã trốn khỏi Đại Ân, ban chuyên án đã kết hợp với cán bộ ấp rà soát các mối quan hệ trong gia đình và bạn bè của Thọ để tìm kiếm manh mối, xác định vị trí, hướng di chuyển của đối tượng này. Có ai nhà không?
Hay tin Thọ đã lên nhà một người bà con ở Đồng Tháp, ban chuyên án bí mật cử một tổ công tác truy tìm. Tại Đồng Tháp, các trinh sát vào vai các thương lái thu mua nông sản để tiếp cận đối tượng. Mía này tới lứa bán chưa chú? Cũng gần tới rồi. Mấy công mình được mấy công? 10 công à. Nhà mình nó vậy là còn ai nữa không? Ba đứa con thì bàn hết rồi. Chú dẫn mấy con đi coi mía được không? Được. Rồi. Vừa thấy Thọ xuất hiện, các cán bộ phòng cảnh sát điều tra xét hỏi ty công an Hậu Giang đã kết hợp với công an địa phương nhanh chóng bắt giữ đối tượng. Riêng đối tượng Huỳnh Văn Hải cho đến nay vẫn bạc vô âm tín. Nhiều người địa phương nói rằng tên này đã trốn ra nước ngoài. Sau khi mà bắt cái thằng Thọ đó, thì nó khai đúng là cô gái này rất trẻ, mà là nó cũng ám ảnh về cô gái đó. Khi mà tôi chi bắt nó là vì nó sau đó nó lẩn đi, bắt cũng không lâu lâu về, bắt về nó hốc hác lắm. Tôi có hỏi, đặt vấn đề hỏi sợ công an sao, thì đối tượng này nó trả lời một tiếng là không sợ công an, nhưng mình thấy sau gương mặt lại hốc hác, nó nói là chỉ có ám ảnh cô gái nằm, chỉ cô gái có đeo chiếc vòng. Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng ngày nay là một phần của huyện Long Phú, tỉnh Hậu Giang xưa, là vùng đất 47 sông nước với 72 km bờ biển. Cù Lao Dung nối thẳng với hai cửa biển lớn Trần Đề, Đại Ngải. Điểm thuận tiện nhất từ đồng bằng sông Cửu Long đi Indonesia, Malaysia, Úc, Thái Lan, Hồng Kông bằng đường biển. Miền Nam những năm đầu giải phóng, nhiều người ôm giấc mộng vượt biên để tìm cuộc sống xa hoa nơi trời Tây. Lợi dụng địa hình chia cắt có thể dễ dàng qua mặt các cơ quan chức năng. Các đối tượng trong và ngoài địa phương thường cấu kết với nhau để tổ chức đưa người đến Cù Lao theo thuyền vượt biển. Vì thế, Cù Lao Dung trong những năm 1980 đã trở thành một trong những điểm đưa người đi vượt biên trái phép. Đi là đi ngang từ tiếng này, chỉ hợp mình chặn mình đón bắt nó thôi. Còn cái chỗ đó là cái bãi đáp đó là không ngờ như cái rừng lá tối trời, cái sông bên đó là nó không tiện điện đi, mà sao nó được đi ngược bên đó. Rồi cái bọn tội phạm nó lợi dụng cái thiếu hiểu biết của người ta, nó dụ dỗ dụ thôi chứ đâu có ghe tàu gì đưa đâu. Với thì đó cái vấn đề mà cái màn lưới an ninh nó rất là mỏng, bởi vì chào đó là nó khó lắm, bị trình dân trí trình độ cũng thấp chứ không phải như bây giờ. Có những người làm được người ta không chịu làm, còn những người ta việc trình làm mà ta không biết chữ, là công an không biết chữ thì sao ghi chép, nó cũng khó lắm. Hồ sơ vụ án Trương Tuấn Kiệt giết người cướp của lưu tại công an tỉnh Sóc Trăng có ghi rõ tên các nạn nhân. Trong đó ở xã Long Thới, Tiểu Cần, Cửu Long, tức tỉnh Trà Vinh ngày nay có 5 nạn nhân. Gồm gia đình anh Nguyễn Đinh Hiền, chị Huỳnh Thị Mai, con gái Nguyễn Thị Trúc Phương và các anh Trần Thanh Khiêm, Hồ Văn Phương. 4 nạn nhân khác ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Kết quả điều tra cho biết, trước khi xảy ra vụ án ít ngày thì các nạn nhân đã kết nối với Huỳnh Văn Hải, được Hải đưa ra Đại Ân với lời hứa hẹn sẽ đưa ra tàu lớn để tập kết trên biển đi nước ngoài. Tại đò Bến Bà, Đại Ân, ngày 26 tháng 4 năm 1986, Hải giao nạn nhân cho đồng bọn đưa về nhà bà con cất giấu. Chờ đến khi trời tối thì lên đường.
Tối hôm đó các đối tượng đã tổ chức bữa nhậu tại nhà Hải và lên kế hoạch thủ tiêu nạn nhân, cướp tài sản. Trời tối xuống thì chúng ta sẽ đưa đi. Ra giữa cái khúc vắng một chút á, khúc đó là không có ai hết. Anh em mình nhân cơ hội đó. Thằng Hải, mày nhắm mày làm được không? Dạ được á, chị nhỏ. Sau khi anh đưa được hai người ra tới mày đó rồi về, hai thằng mày chở vô nhà anh. Anh tính như vậy hai mày có đồng ý không? Làm được anh. Vô mà. Bây giờ tới khu vực này. Dạ. Mày đào lỗ cho hai người đó cho anh. Dạ. Anh sẽ chặt lá phủ lên. Khu vực này ít người đi lại sẽ không ai biết. Dạ. Mày lại đào cho anh. Chuẩn bị đồ đi luôn nha. Thực hiện kế hoạch, khoảng 9 giờ tối các nạn nhân được đưa lần lượt từ nhà ra kênh để đi xuồng ra rạch Sậy. Bờ kênh với lý do xưởng nhỏ, đi nhiều người sợ nguy hiểm, họ cũng được chia thành các tốp để lần lượt lên xuồng. Hai người ở lại đây tính ngồi ở đây chờ, khi tôi đưa hai người ra ngoài kia xong tôi sẽ quay lại đón hai người. Phú đi theo anh. Hai thằng mẹ ở dưới này chờ anh. Rồi xong anh đưa mấy người này đi xong anh quay trở lại.
Sau khi treo xuồng đến rạch sạch, các đối tượng đưa từng người lên bờ rồi dùng chính mái chèo để tấn công nạn nhân từ phía sau đầu, khiến họ không kịp phản ứng. Cứ như vậy, lần lượt 9 người đã bị các đối tượng tấn công và đào hố chôn xác ngay trong rạch sậy. Rạch sậy là khu vực không có người ở và vắng người qua lại, cho nên mặc dù các hố chôn người được đào đất nông và cầu thả, nhưng nhiều ngày sau mới được phát hiện. Khi đi thì mới nói mày dẫn đi theo ra thì đi đâu, họ đi đó. Họ đâu có biết gì đâu, bằng đêm bằng hôm mà có đâu có phản kháng hoặc là gì đâu, kêu đi đâu thì đi đó. Tại vì đi vô chỗ chết cũng đi, đâu có la lối gì đâu. Lúc tụi tôi xuống nó sầm quất lắm, thì nó đưa, nó đập, nó chôn xong rồi bắt đầu nó về, nó rước tiếp, rước khác, nó đập tiếp nữa. Hai người nông dân đi chặt xà bồ, be bờ ruộng đã phát hiện cánh tay người. Biết đây là chuyện bất thường, họ đã đến báo với công an xã. Nhưng trưởng công an xã chính là một trong những đối tượng gây án đã không tiếp nhận tin báo tội phạm mà còn có lời đe dọa. Bây giờ tao nói tụi mày đi về, ở đây người ta xác minh. Bức xúc, hai người nông dân treo xuồng lên công an huyện. Từ đây mọi chuyện mới được làm sáng tỏ.